được 3 tháng. Hiện tại thì Xuân đang sở hữu 2 sao nho nhỏ, đó là với danh hiệu Cod 2 sao. Và bật mí luôn với các anh chị trong Zoom ngày hôm nay, đó là sản phẩm mà giúp Xuân có thành quả Cod 2 sao trong 3 tháng kinh doanh, chính là sản phẩm Phú Thái, một dòng sản phẩm mà nhà nhà cần, người người cần. Và vì sao chúng ta lại cần? Vì sản phẩm có một cái chất lượng rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Trong buổi Zoom hôm nay thì chúng ta sẽ được làm quen với mentor 6 sao và 2 đối tác xuất sắc, thì Xuân sẽ bật mí sau nha các anh chị. Tháng 7 vừa qua thì chúng ta đã rất thành công với chuỗi đào tạo livestream cùng Econova. Các học viên đã linh hoạt ứng dụng vào tốc chiến bằng hình thức live và đã tạo ra những doanh số rất là lớn các anh chị ạ. Vậy tháng 8 chúng ta sẽ tiếp tục triển khai và chắc chắn một được những thành quả như vậy là đại lý đã tận dụng triệt để những chương trình siêu khuyến mãi. Vậy thì hôm nay BDB của Phú Thái đã cho chúng ta 2 deal rất là hời, 2 deal siêu khuyến mãi nhất trong cái tháng 8 này, trong ngày 8 tháng Đầu 8 tăng này. non tinh dầu Các ngưu anh bàng chị hãy gồm 3 sản phẩm là dầu tận dụng gội, nha. dầu xả ngăn ngừa rụng tóc và tinh chất kích thích mọc tóc. Sản phẩm có chứa đến 90% các thành phần là nguồn gốc thực vật, bao gồm phức hợp. Chúng ta đã có 2 deal, một deal là mua 4 sản phẩm Agrado bất kỳ thì chúng ta sẽ được tặng một sản phẩm Agrado bất kỳ. Và cái deal thứ hai đó là mua một can nước giặt đa năng 3,65 kg thì chúng ta sẽ được tặng một chai nước tẩy bồn cầu trị giá là 123k. Đó là những cái deal khuyến mãi mà giúp cho chúng ta những đại lý, chúng ta phải tận dụng cái deal khuyến mãi này để chúng ta nó thật là siêu hot phải không các anh chị? Không phải là lúc nào cũng có và không phải ngày nào cũng có. Nó chỉ có một ngày diễn ra trong một ngày, thì các anh chị hãy nắm cái cơ hội này để chúng ta săn sale lên lên đơn để cho chúng ta có được những cái doanh số doanh thu nhất định trong cái ngày 8 tháng 8 này nha các anh chị. Và đặc biệt là ở đào tạo cái buổi đầu tiên thì chúng ta có một món quà đặc biệt đó. Đặc biệt nữa, các anh chị còn nhớ mà. Đó là khi chúng ta mua Econova tặng ngay một bộ demo, và điều kiện áp dụng đó là đạt cái doanh số là 2,5 triệu đồng và chúng ta điền form đăng ký nhận quà, thì ngay sau đây Hot sẽ gửi lại trong khung chat mình cái form để cho chúng ta điền. Và thời gian áp dụng là từ 0 giờ ngày 6 tháng 8 đến 23 giờ 59 phút ngày 12 tháng 8 năm 2024 nha các anh chị. Và các anh chị hãy nhanh tay lên đơn sản phẩm Econova để không bỏ lỡ cái phần quà mà em nghĩ là chỉ có 102 thôi các anh chị. Và nếu như sau ngày này, sau cái ngày 10 12 tháng 8 này mà các anh chị không lên đủ đơn 2,5 triệu thì các anh chị đừng đừng xin nhà Phú Thái, đừng xin nhà Phú Thái bộ demo nữa nha các anh chị. Mà chúng ta hãy cố gắng trong những ngày này, chỉ có những ngày này thôi thì chúng ta sẽ có được một cái bộ siêu khuyến mãi như thế này. Rồi, vâng, và đó là tất cả những cái chương trình khuyến mãi mà chúng ta cần nắm để truyền thông về đội nhóm của mình, không thể bỏ lỡ, không bỏ lỡ một khách hàng nào nha các anh chị. Vì mình không bán thì người khác bán, họ không sử dụng sản phẩm của mình thì họ sẽ sử dụng sản phẩm của nhãn hàng khác. Nên là mỗi khách hàng chúng ta sẽ coi họ như là một viên kim cương để chăm sóc và đưa cái sản phẩm uy tín đến với tay của khách hàng bằng các cái chương trình khuyến mãi như thế này. Vâng, và các anh chị hãy tận dụng nha. Và chủ đề của buổi 2 chúng ta hôm nay đó là kỹ năng đi thị trường, hay còn gọi là workshop, home selling. Là một kỹ năng rất là quan trọng và nó sẽ tạo ra những kết quả thực tế trong chính cái thị trường mà chúng ta đang kinh doanh đó các anh chị. Như vậy các anh chị hãy copy ngay cái link Zoom của mình ngày hôm nay về truyền thông cho đội nhóm vào đây để được tiếp thu những kiến thức mới, những kỹ năng mới mà Xuân nghĩ rằng đây là những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà có thể đâu đó các anh chị mình chưa chưa va chạm, chưa được biết tới những kỹ năng này, thì chúng ta hãy bước ngay vào trong Zoom để mình được các đối tác, các mentor, mentor xuất sắc để chúng ta có được những cái kiến thức hay để thực tế chúng ta thực chiến trong cái nền tảng kinh doanh Robby này nha các anh chị. Và trước khi vào buổi đào tạo thì ban tổ chức cũng mời tới những đối tác rất là xuất sắc chia sẻ những cảm nhận về sản phẩm cũng như là kinh nghiệm làm thế nào để đưa sản phẩm đến khách hàng và cảm nhận của họ ra sao. Thì ngay sau đây đối tác đầu tiên mà chúng ta được gặp là một cô gái rất là xinh xắn. Trẻ trung đó các anh chị, xinh xắn trẻ trung và cũng rất là giỏi giang. Xuân xin được giới thiệu bạn Nguyễn Thảo lên chia sẻ với chúng ta. Em mở mic lên Thảo ơi. Dạ rồi, em tên là Nguyễn Thảo ạ.
Em xin chào cả nhà có nghe em nói rõ không ạ? Rồi, rất rõ rồi nha em. Dạ rồi, cảm ơn chị. Thì em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em vào Ruby thì cũng được 3 tháng, gần 3 tháng rồi chị. Thì cái dòng sản phẩm mà nó thuyết phục em và em cảm thấy rất là thích đó là dòng sản phẩm nhà phú thái của mình. Thì hôm nay thì em cũng xin chia sẻ với cả nhà là cái sản phẩm mà em tâm đắc và em ưng nhất luôn. Hôm nay thì có cái em thấy là ở trên nhà Phú Thái mình có khuyến mãi á, thì cả nhà mà tận dụng cái cơ hội này để mình mua mình trải nghiệm. Thì đây trên tay em là cái chai, biết cả nhà có thấy rõ không? Cái chai tẩy rửa nhà vệ sinh á cả nhà. Cả nhà thấy là khi mình tẩy rửa nhà vệ sinh đó là mình sẽ mang bao tay, đeo khẩu trang, rồi mang dép, mặc quần dài nữa đúng không cả nhà, áo tay dài nữa. Nhưng mà em thì em cũng rất là trải nghiệm nhiều sản phẩm, nhưng mà cái tò mò của em á làm em thích ở chỗ là không mang bao tay rồi không đeo khẩu trang, xong cái em cũng mua về xài mình cũng không biết gì hết, mua về mình xài cái mình thấy là cũng chưa dám đâu, em vẫn mang bao tay nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba rồi em bị mê hoặc bởi cái mùi hương của nó đó cả nhà. Mùi hương của nó là mùi hương của hoa ngọc lan tây, nó không có nồng nặc, nó không có bị sặc, nó cũng không khó chịu như là những cái nước tẩy rửa nhà vệ sinh khác, cho nên là em thấy bắt đầu ưng ý và cũng chưa có đi vào lòng em đâu. Sau đó thì em khoảng xịt lên những cái bồn rửa tay, bồn cầu ở cả nhà, thì khoảng 5 đến 10 phút thì khi mà em chà nhẹ thôi, em chà nhẹ cái thôi rồi thì thấy là cái những cái vết bẩn vết dơ nó bong tróc dễ dàng luôn cả nhà. Rồi khi mà chà xong thì em thấy cái sản phẩm những ví dụ như bề mặt men sứ đó, nó bóng lên rất là thích luôn. Và khi mà chà nhà vệ sinh xong á thì coi như là em muốn ở trong đó luôn vì cái mùi nó rất là thích. Và em thì mấy đứa nhỏ nhà em đây không có cho chà nhà vệ sinh, nhưng mà từ khi mà có cái chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh Econova này cả nhà, hai bạn nhỏ nhà em á thích chà lắm. Rồi anh chồng em thì hôm bữa mua về xài xong cái anh nói chai gì mà đã vậy, thôi mấy chai kia bỏ 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 hết nha. Thế là ảnh tự giác ảnh chà nhà vệ sinh của ảnh luôn, còn mấy đứa nhỏ hỗ trợ em chà nhà vệ sinh chung của gia đình. Cho nên là em thấy là cái sản phẩm này nếu như mà cả nhà mà chưa sử dụng bao giờ thì cả nhà có thể trải nghiệm thử một cái chai tẩy rửa nhà vệ sinh này nè cả nhà. Trời ơi thích lắm. Cả nhà sử dụng xong rồi nếu không thích là nói với em có thể là bồi thường luôn, cho em cam kết 100% luôn. Dạ rồi, đó là cái sản phẩm đầu tiên mà em đến với nhà Phú Thái. Một cái sản phẩm thứ hai đó là em nó cũng không có ăn sâu liền đâu, tại vì cả nhà biết là với mình là những cái sản phẩm nó mình phải trải nghiệm, thì em trải nghiệm chắc cũng khoảng hơn nửa tháng đó cả nhà. Đó là cái sản phẩm nước giặt thảo mộc Econova. Em dị ứng cái từ thảo mộc lắm cả nhà, tại vì cái thảo mộc đó, có một lần em đi siêu thị á, em thấy có nước giặt xả thảo mộc, nước giặt thảo mộc, thế là em mua, lúc đó mua một tặng một. Mình thì thích khuyến mãi lắm, cứ mua một được tặng một là mình được hai, là mình được lời quá trời luôn. Mua về xong rồi không có xài được tại vì cái mùi của nó như thế nào em không có diễn tả được. Em xong rồi em chia tay luôn, bây giờ nghe tới thảo mộc thế là em nói là thôi 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 thảo mộc không có đến nữa. Như thế là mọi người thì cứ nói hả, xài nước nước giặt xả thảo mộc ở bên nhà Phú Thái này là nó không có như nhà khác đâu. Thế là em cũng mua về em xài. Thì khi mà mua về xài thì cả nhà thấy, em thì em thấy là cái đầu tiên là nó không có hại da tay nha cả nhà. Da tay của em là ngày xưa khỏe lắm, tức là các loại hóa chất gì là em không có mang bao tay gì đâu, chỉ có cái tẩy rửa nhà vệ sinh em mang bao tay thôi. Nhưng mà chắc là có lẽ va chạm nhiều quá, bây giờ mà hở đụng một cái gì mà có hóa chất là bắt đầu nó bị bong tróc ra những cái đầu ngón tay cả nhà, cái kiểu giống như bị dẹp vậy đó. Cho nên là đến thời điểm này là em phải tìm cái sản phẩm nào an toàn cho da tay của em thôi, tại vì bây giờ không ai thương mình bằng chính bản thân mình hết. Cho nên là em thử cái nước giặt thảo mộc này, nước giặt xạ thảo mộc này, tại vì em cũng đi làm á, những cái áo quần của em, áo trắng của con em cũng phải giặt tay. Thì khi giặt tay thì em thích ở chỗ là nó tiết kiệm nước lắm cả nhà, và nó không có bọt nhiều, giống như là đây là cái chai nước giặt ha. Nó không có bọt nhiều nha cả nhà, không có bọt nhiều như là những cái nước giặt hoặc là xà bông giặt khác.
rồi nó lại tiết kiệm nước nữa. Nhưng một điều em thích ở chỗ là khi mà mình giặt máy giặt á, em hay quên phơi đồ lắm. Ví dụ như khoảng 18 giờ sáng, 8 giờ tối em giặt thì tầm khoảng 10 giờ tối em bắt đầu em phơi ở trong mát á, rồi cái sáng em mới phơi ra nắng. Thì tại vì mình đi làm sớm cho nên là cứ quên quên là thường là tới 5 giờ mấy em mới nhớ, em mới mở ra. Thì đối với các nước giặt trước á thì nó bị hôi đồ cả nhà, hôi đồ. Nhưng mà đối với nước giặt xả thảo mộc Econova này nó là 2 trong 1 luôn, cho nên là mình vừa tiết kiệm được không mua nước xả, rồi khi mà mình để trong máy giặt đó nó vẫn còn cái mùi thơm của thảo mộc mà nước giặt luôn, không hề có mùi hôi luôn. Cho nên là cái mà em tâm đắc nhất là cái chỗ đó, bởi vì em thường xuyên hay quên phơi đồ giặt xong thì hay quên phơi liền lắm. Cho nên là còn những cái dòng sản phẩm khác thì cũng rất rất là thích thích lắm, nhưng mà ở đây là 2 dòng sản phẩm mà làm em rất rất tâm đắc. Cho nên nếu mà cả nhà mình mà chưa có xài á, dạ chưa có xài, thì chúng ta hãy thử trải nghiệm tận dụng cái cơ hội này. Tận dụng cơ hội này thì mình sẽ thấy được là cái sản phẩm nó tuyệt vời như thế nào ạ. À, cái mùi hương của thảo mộc nó không có nồng nặc giống như những cái nước xả của bên Thái rồi cả nhà, nhưng mà nó lưu hương nhẹ nhẹ thoang thoảng thôi. Nhưng mà cái em thích là mình bỏ quên rồi trong máy giặt nó vẫn không có bị cái mùi hôi máy giặt tấn công ngược lại, mà vẫn có được cái mùi hương của thảo mộc, cho nên là em thích ở chỗ đó. Dạ thì ở đây em mê cái sản phẩm này, cho nên bây giờ ở nhà em là chỉ toàn của dòng Econova thôi. Thật sự là có thể giá có thể nó hơi cao hơn so với thị trường một chút xíu, nhưng mà cả nhà khi mà sử dụng xong cả nhà sẽ thấy được, cả nhà nhận được cái giá trị ở nó còn nhiều hơn với cái giá cả mà mình đã cân đong đo đếm ở ngoài. Cho nên là em hy vọng là ai mà chưa sử dụng, chưa trải nghiệm thì có thể trải nghiệm cái sản phẩm này để biết được cái tính năng nó cực kỳ hiệu quả như thế nào ạ. À, thì đó là những cái trải nghiệm của em về những cái sản phẩm trên, thì em cảm ơn cả nhà đã cùng lắng nghe. À, vâng, và cảm ơn chia sẻ rất là hay, nhiệt tình của bạn Nguyễn Thảo. Chúng ta hãy thả những trái tim xinh đẹp để cảm ơn bạn Nguyễn Thảo đã đến với buổi Zoom hôm nay để chia sẻ với chúng ta. Và bật mí thêm một chút xíu nữa, đó là bạn Nguyễn Thảo đã vào Rugby rất là lâu rồi, nhưng mà bạn chưa tin về sản phẩm nên là bạn không 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 có cái ý định kinh doanh. Nhưng sản phẩm Phú Thái là sản phẩm đầu tiên mà bạn Thảo đã chinh phục được trái tim của bạn Thảo, và bạn Thảo đã quyết định kinh doanh Rugby. À, với sản phẩm đầu tiên khi mà bước vào bắt đầu kinh doanh tiếp tục cái con đường của mình á là sản phẩm Phú Thái. Nên là chúng ta nếu ai chưa có sản phẩm phễu thì chúng ta hãy suy nghĩ nha các anh chị. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ được gặp một đối tác xuất sắc cũng không kém gì bạn Nguyễn Thảo đâu. Đó là một chị cũng rất là xuất sắc và tâm đắc cái dòng sản phẩm này. Sau đây thì em xin mời chị Thùy Dương. Rồi, xin chào em, MC dễ thương. Xin chào mọi người có mặt trong Zoom trưa nay nha. Mọi người cho mình test mic chút xíu nha. Mọi người có nghe tiếng mình rõ không ạ? Nếu rõ cho mình xin số 1 nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bữa trưa mọi người chắc cũng dùng bữa trưa rồi đúng không? Hôm nay thì cũng cái nhân cái buổi đào tạo chuỗi cái chuỗi đào tạo của Phú Thái thì mình cũng có dịp để lên Zoom chia sẻ với mọi người về những cái trải nghiệm sản phẩm. Mình thì trước hết xin giới thiệu ha, mình tên đầy đủ là Phan Thị Thùy Dương, hiện tại mình đang sinh sống ở Dĩ An Bình Dương và quê mình ở Tây Ninh. Hồi nãy lúc có nghe bạn MC như giới thiệu là cũng quê Tây Ninh đúng không? Thì mình về cái sản phẩm của Phú Thái thì hầu như là gần như mình đã sử dụng hết đầy đủ, gần đội đầy đủ mọi người, không có sản phẩm nào mình không không sử dụng hết, từ uống cho tới thoa cho tới gội cho tới xài ở trong gia đình, cái nào cũng tâm đắc hết. Nhưng mà hôm nay thì cái buổi chia sẻ hôm nay rất là ngắn, ít thời gian, cho nên mình chỉ chia sẻ về 2 cái sản phẩm, đó là nước tẩy rửa nhà vệ sinh và cái nước lau sàn thôi ha. Thì cái nước tẩy rửa nhà vệ sinh
Mình có trong cái những cái bài đăng mình bán hàng á, thường mình cũng có đăng cái về cái trải nghiệm mà mình tẩy rửa nhà vệ sinh á, nếu mà có thuận tiện á, thì nhờ host có thể chia sẻ cái clip mà mình tẩy rửa nhà vệ sinh ha. À đó thì mình khi mà mình tẩy rửa nhà vệ sinh á là mình demo như vậy, rồi sau đó mình đăng lên trang cá nhân, thì có nhiều người khách thấy mình đăng á và hỏi mua sản phẩm cũng nhiều. Cái nước tẩy á, thì trước đây á, mình xài nước tẩy thông thường á, thì mình rất là sợ mỗi lần mà nó dính lên cái chân hay là cái tay cái là nó châm chích khó chịu lắm, cho nên mình mỗi lần vô nhà vệ sinh mình sợ lắm. Từ hồi có nước tẩy rửa nhà vệ sinh này á, thì mình không còn sợ nữa, lúc nào cũng có thể sẵn sàng mà chà rửa hết đó. Thì mình cũng chia sẻ luôn á là cái tháng nhớ hình như là tháng 8 hay tháng 9 gì đó là lúc mà Phú Thái lên kệ cái nước tẩy rửa nhà vệ sinh này á, mặc dù lúc đó là mình chưa có trải nghiệm, chưa xài hết trơn, nhưng mà khi mà những cái sản phẩm đưa lên Shopee thì mình tin chắc là sản phẩm tốt, cho nên là ngay cái ngày mà mình nhớ là cái ngày đó là lên kệ là mình đang Khi trên mà đường mình nhà bằng ngồi tay trên á, xe mình khách không để biết đi mình về kiếm Tây bằng Ninh, tay á, mình thì nhà mình mình tranh dễ thủ nhẹ nhàng trong cái buổi chiều buổi tối đó thôi, là thường mình thì nó nhắn không có tin chứ hết những người khách không không có quen thân của mình đó, không là có mình giới chứ thiệu cái nước vệ sinh Phú Thái, và mình chốt trong cái đợt đó là hình như mình bán 50-60 chai gì đó, là mình nhớ 50-60 chai gì đó là cũng nhiều. Thì sau đó thì khách khách hàng những người mà đã dùng cái nước vệ sinh này á, thì hầu như là ai cũng tái sử dụng hết, thậm chí sau này mình không cần mời, cũng có những lúc mình bận công việc á, mình không có tập trung bán hàng nhiều, nhưng mà cứ người ta hết là người ta hỏi là nay có nước còn nước tẩy rửa vệ sinh không, thì người ta cứ tái tái sử dụng hoài. Rồi còn cái nước lau sàn á, thì trước đây mọi người biết không, mình ở nhà mình á, lau lau bằng nước cái những cái loại xanh lai rồi đó, thì mặc dù người ta nói là nước lau sàn đó nó thơm, cái mùi thì nó cái mùi thơm thiệt, nhưng mà nó nếu thì có Ủa nên mà chia sẻ cách dùng không? chị Thùy Dương bị out ra ngoài hay sao ạ? À chị Thùy Dương ơi. Thì Dương bị ao về chị ạ. À vâng, và em cũng xin cảm ơn chị Thùy Dương mentor một sao đã có những cái chia sẻ cũng rất là hay về cái cách mà chị truyền tải cái thông tin, cái giá trị của sản phẩm đến với khách hàng như thế nào. Đi rất là nhẹ nhàng thực tế bằng cái cách là chị quay clip và đăng lên mạng xã hội, và chính vì những cái sử dụng tốt của chị và khách hàng sử dụng thì có thể là đã lan tỏa, khách hàng lan tỏa cho khách hàng, bạn của bạn của bạn của bạn, tất cả những người mà đã sử dụng sản phẩm của mình rồi thì sẽ đi lan tỏa giúp mình, và đó cũng là một cái giá trị cũng rất là hay. Chị Thùy Dương đã bước vào rồi. Đó là những cái giá trị cũng rất là hay để mà chúng ta có thể áp dụng vào để chúng ta cũng thực chiến trong các cái chương trình để chúng ta thực tế bán kinh doanh trên Dropshipping nha các anh chị. Chị Thùy Dương có vào được chưa ạ? Rồi sorry mọi người nghe, tại vì đang có cái cuộc gọi, mình tắt cuộc gọi mà sao nó tự nhiên cũng bị ao ra. Thì bây giờ mình chia sẻ tiếp về cái khi mà cái nước lau sàn á, lên kệ á, thì lúc đó thì mình đã có lòng tin về cái sản phẩm Hữu Thái rồi, thì lúc đó là cũng gần dịp Tết á, thì mình cũng giới thiệu cho những người khách mà đã dùng cái nước tẩy rửa, người ta đã yêu thích nước tẩy rửa rồi, thì bây giờ mình giới thiệu bất cứ cái sản phẩm nào của Hữu Thái thì người ta cũng đón nhận hết. Thì trong cái đợt dịp gần Tết á, thì mình bán cũng cũng nhiều nước tẩy rửa, rồi nước lau sàn, nước giặt, nói chung cũng cũng nhiều. Rồi ở trong đội nhóm của mình á, thì ai mới mới bước mới vô lại mới đăng ký vô, thì mình cũng đều hướng cho mọi người là đầu tiên là nên bán Chị bị tắt mic rồi chị Dương ơi, chị bị tắt mic rồi. Chị Dương ơi, chị mở mic lên chị.
Nếu là cái nước tẩy rửa này tới 100 mấy người ta cho là mắc, thì mình luôn phân tích cho người mới và người khách đó là mình sẽ phân tích là cái tính mà cái công dụng và cái an toàn và cái tiết kiệm, cái độ đậm đặc, cái sự tiết kiệm đó. Thì và mình sẽ khi mà người ta nói là mắc á, thì mình sẽ lên Shopee, Lazada, mình lên mạng, bất cứ mình gõ ở đâu mà là mình sẽ lấy cái hình ảnh của những cái nơi đó làm cho người ta thấy là cái sản phẩm ở trên mạng bất cứ ở đâu nó cũng bằng với cái giá trên Shopee, cho nên là không thể gọi là mắc được. Khi nào mà ở đây nó bán cao giá hơn thì mới gọi là mắc. Thì cho nên là khách hàng đó là nếu mà đã xài rồi là sẽ đón nhận. Rồi giữa một cái mình dễ chốt những cái nữa là đó là khi mà mình mời khách hàng mua cái giả sử nước tẩy rửa đi, thì mình sẽ gửi một cái là một chai là 290 đúng không? Thì mình sẽ gửi đồng thời là một cái combo 3 chai là có 580 ở 290, một chai là 123, còn 3 chai thì có một có 290, thì người ta sẽ thấy 3 chai nó lợi hơn. Thì cho nên mình cũng chốt được cái 3 chai rất là nhiều. Thật ra mình cũng ít thì sau này mình cũng không có nhiều thời gian để mà mình đi mời khách hàng nhiều nữa, nhưng mà khi mà mình đã mời ai rồi thì người đó sẽ mua. Đó là mình thành lấy những cái, cho nên mình cũng hay góp ý những đã tác trong tim mình đó. Khi mà mình đăng cái combo thì mình cũng đồng thời đăng một cái chai lẻ để người ta thấy chai lẻ nó giá nó như đây thì mua combo nó có lợi hơn. Thì nếu như mình muốn bán combo thì mình phải đăng kèm thẻ chai lẻ chứ mình đừng đăng combo không đó. Hoặc là mình có thể mình nói với khách đó là hôm nay có chương trình khuyến mãi là mua 3 chai chỉ có 290 thôi, thì khách đâu có biết là mình có cái combo đó, cho nên là người ta sẽ tranh thủ người ta mua trong chương trình khuyến mãi. Đó là cái cách để mình dễ chốt những cái combo hơn đó. Thì mình chỉ có chia sẻ với nhiêu thôi. Nếu mà ở đây có những anh chị em nào mà là người mới, chưa từng trải nghiệm sản phẩm của Phú Thái hay là chưa có bán sản phẩm Phú Thái thì mình nên trải nghiệm ít nhất một vài cái sản phẩm của Phú Thái, rồi mình sẽ lan tỏa, mình mời đi, mình hoặc là mình có cách nữa là mình sẽ tặng, mình xiết chiết ra mà. Khá giả có tiền thì mới xài cửa hàng cao cấp của Shopee đâu nha. Thậm chí ở ở chung cư á, là mình tiếp cận những cái chị mà lao công á, những chị vệ sinh á, là thấy người ta cứ lao bằng những cái nước tẩy rửa rồi đó, thì mình cũng có nói là em có bán cái loại nước tẩy rửa này, nó nước này nó bằng sinh học á, nó an toàn, cho nên là mình chiết cho chị đó một ít chị xài. Sau khi chị xài chị thấy chị thích quá, xong rồi chỉ lại chỉ đặt chỉ mua xong rồi chỉ đem về quê chỉ xài, chỉ cho người quê sếp người ít ít xài, người quê thích quá rồi mới nhờ lên đây mua đặt. Hôm rồi chị cũng mua một lượt 6 chai chỉ đem về quê đó. Cho nên là người công nhân vệ sinh nhưng mà người ta thấy cái này nó tốt an toàn, người ta vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra chứ không phải là có tiền nhiều mới dùng sản phẩm này đâu. Cho nên là mọi người đừng có ngại là cái sản phẩm của mình là mắc tiền. Đó. Chỉ cần mình nói được những cái lợi ích, những cái lợi thế của sản phẩm thì người ta sẽ đón nhận thôi. Rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình nha. À, vâng, và Rồi cảm chúc ơn mọi người một chị buổi trưa Như. vui vẻ. Vâng, em cảm ơn chị. À, đó là những cái chia sẻ hết sức là chân tình của chị Thùy Dương, mentor 1 sao đã gửi đến tất cả chúng ta. Và xin các anh chị hãy gửi những trái tim xinh đẹp để cảm ơn chị đã ghé buổi trưa hôm nay để chia sẻ. Và em không biết các anh chị như thế nào, nhưng mà em Xuân thì rất là tâm đắc với câu của chị Thùy Dương là đã mời là phải mua. À, đó là một cái mục tiêu mà em nghĩ rằng ai cũng muốn tới, ai cũng muốn hướng tới là mời là phải mua. À, đúng không ạ? À? Em cũng rất là thích là mời là phải mua, và em rất là mong rằng tất cả chúng ta đều có những khách hàng dễ thương như vậy, cứ mời là phải mua. Vâng, và chúc cho Nguyễn Thảo và chị Thùy Dương luôn có những cái năng lượng như vậy để chúng ta thành công hơn nữa trong con đường kinh doanh Robby Online nha. Vâng, và tiếp theo thì không để chờ lâu nữa, ngay sau đây thì chúng ta sẽ được gặp một mentor 6 sao rất là xuất sắc các chị. Chị cũng là một leader dẫn đường cho rất nhiều đối tác thành công. Hôm nay chị sẽ chia sẻ cho chúng ta về kinh nghiệm, kỹ năng đi thị trường hay còn gọi là workshop, home selling. Thì các anh chị có biết ai không ạ? À? Nếu như các anh chị biết ai thì cho em xin trên khung chat các anh chị biết ai hôm nay sẽ đến chia sẻ với chúng ta về kiến thức này không?
Các anh chị biết ai không ạ? Ai nè, các anh chị muốn gặp à? À em thấy có chị Diệu Linh đã comment là chị Hải Vân. À vậy thì ngay sau đây chúng ta hãy tung thật nhiều bông nhiều hoa để mời một mentor xuất sắc của chúng ta. À, chị vừa đẹp gái vừa giỏi giang, đó là mentor Hải Vân. À, xin mời chị Hải Vân sẽ chia sẻ với chúng ta về những kinh nghiệm này. À, em cảm ơn chị Xuân nha. À, xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom trưa ngày hôm nay các anh chị. À, không biết là cả nhà mình đã dùng cơm trưa chưa nào? Nếu như mà đã dùng được comment giúp cho Vân số 1 nha. Có thực mới vật được đạo các anh chị. No bụng thì thường no bụng thì căng da bụng thì trùng da mắt. Nhưng mà Vân hy vọng được rằng là đây cũng là một trong những cái chiến dịch cũng như là một cái công cụ giúp cho tất cả các anh chị có thể phát triển được thị trường. Khi mà người ta đang lăn tăn, người ta đang quan tâm, người ta hỏi rằng là cái sản phẩm là liệu có chất lượng hay không, các cái sản phẩm trên kệ của Robby có ok hay không, thì đây cũng là một trong những cái công cụ và giúp cho các anh chị mở đường, mặc dù rất là phễu các anh chị, mặc dù rất là phễu, nhưng khi mà mắt thấy, tai nghe, tay sờ thì chắc chắn là khách hàng họ sẽ cảm nhận được, và từ cái việc mà cảm nhận được thì khách hàng họ sẽ có nhu cầu để họ mua, họ sử dụng. Được chưa? Ok các anh chị nha. Rồi, các anh chị đã dùng cơm trưa rồi đúng không nào? Ở trong Zoom của mình hiện tại là có anh chị nào mà mình chưa có biết đến Vân thì các anh chị có thể comment giúp cho Vân, đó là số số 2 các anh chị nha. Còn nếu như mà các anh chị biết rồi thì các anh chị comment giúp cho Vân số 5. Rồi. Có một số anh chị là hiện tại là đang comment số 2 và chưa có biết đến Vân các anh chị. Rồi thì chắc là cũng Vân cũng xin phép được giới thiệu bản thân của mình một chút xíu. Nghe tin lâu rồi giờ mới gặp đúng không nào? Rồi. Vân thì họ tên đầy đủ là Trần Thị Hải Vân và hiện tại thì Vân đang sinh sống và làm việc tại Pleiku Gia Lai, và thời gian hoạt động đến với Robby cho tới thời điểm bây giờ là gần được 4 năm các anh chị, tháng 9 là được 4 năm rồi, chuẩn bị làm kỷ niệm 4 năm các anh chị đồng hành cùng với Robby, và sau hơn 2 năm thì Vân hoàn thành được cái vị trí là mentor 6 sao và cũng là một trong những cái người không có rành về công nghệ các anh chị, nhưng mà cũng thông qua các cái nhóm sản phẩm như thế này thì mình bắt đầu tự tin hơn, mình làm minh họa sản phẩm rồi mình tiếp cận khách hàng. Từ cái việc mà mình tiếp cận khách hàng như vậy thì bắt đầu là lan tỏa ra cái đội nhóm là khá khá rộng, nên là các anh chị đừng có lo rằng là các anh chị không có kỹ năng hoặc là không có rành, không có giỏi về cái công nghệ, không có giỏi về livestream hay này kia nọ khác, chỉ cần các anh chị làm tốt được cái gọi là cái workshop, cái home meeting thôi là các anh chị đã phát triển thì thị trường rất là nhiều rồi. Thì chia sẻ với các anh chị một tí xíu rằng là lý do tại sao mình có kết quả nhanh. Thì thông thường cái cách làm của Vân đó là Vân sẽ đi một số các tỉnh, được không ạ? Nói chung cũng không có đi nhiều đâu các anh chị, cũng không đi nhiều giống như là ngày xưa mình làm MLM đâu. Ngày xưa làm MLM thì hầu như là ngày nào cũng đi và đi như cơm bữa các anh chị. Nhưng mà khi mà đến với Robby đó là một năm mình đi chỉ có tầm cỡ khoảng, nếu như mà tính thì chắc là tính trên đầu ngón tay thôi, hoặc là thêm thêm một đầu ngón tay nữa các anh chị đó, thì mình đi chừng cỡ chừng như vậy để mà mình có thể là quảng bá về các cái sản phẩm cũng như là các cái hoạt động kinh doanh của Robby thôi. Nhưng mà sau khi mà bắt đầu mà Vân bắt đầu ok rồi á, thì sau khi mà mình đi phát triển thị trường mà mình thấy ok thì bắt đầu mình sẽ tiếp cận bằng số điện thoại, mình bắt đầu là có các cái đồng đội đội nhóm thì mình bắt đầu gom vào Zoom, được không ạ? Gom vào Zoom và sau đó thì Vân huấn luyện, Vân đào tạo thôi. Nói chung là mình cũng không có phải đi nhiều đâu, thì các anh chị cũng có thể dùng cách đó. Bởi vì Vân dùng cái cách đó thì Vân có thể phát triển đi thị trường cho tới thời điểm bây giờ là 64 tỉnh thành. Nên là các anh chị không có giỏi về livestream hay là không giỏi về công nghệ thì các anh chị có thể dùng bằng cách này, được không ạ? Nên là các anh chị đừng có hạn hẹp cái gò bó cái thế mạnh của mình, không có rồi mình bị gò bó, và từ cái việc mà các anh chị tự gò bó mình thì các anh chị sẽ không phát triển được thị trường, ok chứ các anh chị? Mà nếu như các anh chị thấy được rằng là cái điều này mà các anh chị sắp tới các anh chị sẽ phát triển được cái thị trường của mình, thì các anh chị có cảm thấy rằng các anh chị hào hứng không? Nếu như các anh chị hào hứng thì các anh chị comment giúp cho Vân số 7 với cái cách mà Vân có thể chia sẻ cho các anh chị ngày hôm nay. Đó. Rồi, ok các anh chị nha, ai cũng làm được hết các anh chị, đừng có cảm thấy được rằng là cái người này livestream giỏi quá, người kia livestream giỏi quá, rồi người ta quay video hay quá, không có làm bằng cách này thì mình làm bằng cách khác. Và cái mục tiêu cuối cùng nhất để mà mình đến với cái hoạt động kinh doanh này thành công, đó là kết quả các anh chị, làm bằng cách gì cũng được các anh chị, miễn sao có kết quả là được rồi, được không ạ? Và từ đó là mình sẽ có sức hút, ok các anh chị. Thì chắc là Vân cũng xin phép được xem màn hình cho nó nhanh đi.
À, các anh chị có thể gửi thêm một cái đường link về cho team của mình đi, bởi vì đây là một trong những cái kiến thức khá là thực chiến. Và khi mà các anh chị nắm được cái kiến thức này thực chiến, nó không có đơn giản là các anh chị sẽ làm biết làm được cái sản phẩm của Econova không đâu, mà các anh chị sẽ là một trong những người biết quy cách tổ chức luôn các anh chị nha, biết tổ chức chứ không có phải là mình sẽ làm bình thường nữa. Chẳng hạn giống như ở đây Vân thấy rằng là có một số các anh chị có 1 sao, 2 sao và 3 sao. Hiện tại là các anh chị đã có đội nhóm rồi. Và khi mà các anh chị có đội nhóm như vậy thì cũng không nhất thiết là các anh chị phải chờ đợi mentor, cũng không nhất thiết là các anh chị phải chờ đợi BDB đến thị trường của các anh chị để hỗ trợ, mà các anh chị chỉ cần có một cái team đội nhóm của các anh chị có tầm cỡ khoảng 3 người, 4 người, 5 người, mình chụm đầu lại với nhau thôi mình đã làm được rồi các anh chị. Không nhất thiết là mình phải làm này kia đâu các anh chị ha. Rồi ngày hôm nay á là về đơn đặt hàng á thì bảo rằng là sẽ đi thị trường, nhưng mà Vân sẽ có thêm lồng ghép thêm cái quy cách tổ chức, cũng giống như là cái quy cách mà mình có thể hỗ trợ chăm sóc khách hàng của mình trong quá trình cái buổi home selling hoặc là trong cái buổi mà workshop đó luôn các anh chị, được không ạ? Nói chung là tổng hợp rất là nhiều nên thời gian buổi trưa ngày hôm nay thông báo với các anh chị nó khá cháy, nên là các anh chị cố gắng tập trung một chút xíu, nhưng mà Vân cũng sẽ cố gắng tốt nhất có thể để mà có thể hoàn thành được cái buổi dung trưa ngày hôm nay, chia sẻ cho các anh chị nội dung mà các anh chị có thể hiểu sâu hơn. Đợi Vân có xem màn hình đó thì không biết là các anh chị đã nhìn thấy được cái màn hình ở trên này chưa ạ? Có bao nhiêu anh chị mong muốn được rằng là sau này sau khi mà mình làm những cái buổi workshop như vậy thì mình sẽ là một trong những người tự tin đứng trên sân khấu và nói cho tầm cỡ khoảng là 1.000 cho đến 2.000 người các anh chị, thì các anh chị comment lên trên này giúp cho Vân số 2 ạ. Vân cũng sẽ giống như một số các anh chị hiện tại đang ngồi ở trong phòng Zoom trưa ngày hôm nay, các anh chị cũng là một trong những người khá là nhút nhát, mình cũng không có phải là một trong những cái người hướng ngoại đâu, mình cũng là một trong những người hướng nội ít nói. Nhưng mà thông qua cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh cùng với Robbie giúp cho mình có nhiều kiến thức hơn, giúp cho mình tự tin hơn, và từ đó đó là gì, mình bắt đầu là đứng sân cho một số các BDB, sau đó thì đi ra ngoài thì mình sẽ tự tin hơn, mình đứng trước 100 người, 200 người hay là 500 người mình cũng còn không có thấy là hồi hộp nữa các anh chị. Thì bao nhiêu anh chị sẽ mong muốn được rằng là sau một cái khoảng thời gian thông qua cái công cụ, thông qua cái sự phát triển của Robby mà mình có được như thế, thì các anh chị comment lên trên này giúp cho Vân số 4 các anh chị. Rất muốn đúng không? Nói chung á, là cũng cần phải trải qua, nhưng để trải qua thì các anh chị sẽ làm những cái home meeting, được không ạ? Home meeting nho nhỏ. Home meeting nho nhỏ như vậy thì các anh chị sẽ trao đổi giữa 2 người, 3 người, 5 người, xong sau đó bắt đầu các anh chị tăng level lên, rồi các anh chị lại tiếp tục trao đổi trên 10 người, 20 người, thậm chí 50 người và 100 người, và cuối cùng đó là gì, các anh chị sẽ đạt được đến một cái đỉnh mà các anh chị mong muốn, được không ạ? Thì bản thân của Vân cũng như thế, nên là Vân sẽ dùng cái hình ảnh này để mà có thể là truyền cảm hứng hay là truyền động lực cho các anh chị, và tin chắc được rằng là các anh chị cũng sẽ làm được, bởi vì là xuất phát điểm của Vân cũng khá là thấp, không phải là cao giống như một ai đó. Thì Vân nghĩ được rằng là với xuất phát điểm Vân thấp thì Vân nghĩ được rằng là các anh chị cũng sẽ làm tốt hơn, làm giỏi hơn Vân rất là nhiều. Rồi, vậy thì bây giờ là Vân sẽ vào một trong những cái chủ đề chính. Đối với cái chủ đề chính ngày hôm nay á, để mà mình có được một cái buổi mùa workshop hay là một cái buổi mà home meeting thành công hiệu quả, thì đầu tiên Vân sẽ nói tới đó là khâu chuẩn bị nó rất là quan trọng các anh chị nha. Vân phải nói là khâu chuẩn bị rất là quan trọng. Đây thì Vân sẽ bao quát kiến thức chung các anh chị. Đây là kiến thức chung các anh chị ha. Thì khi mà các anh chị bắt đầu là chuẩn bị vào cái chương trình mà home sharing hoặc là workshop, khi mà các anh chị đi thị trường á, thì các anh chị hãy giúp cho Vân đó là chuẩn bị giúp cho Vân cái kiến thức. Kiến thức ở đây, nếu như mà các anh chị thông thường mà các anh chị đi làm mà các anh chị sẽ không có phải là show về cái sản phẩm không đâu, mà các anh chị sẽ kết hợp luôn, mình vừa trao đổi về kiến thức về sản phẩm, mình vừa trao đổi cho họ về cái kiến thức biết đến là thông tin của Robby. Như vậy thì ở đây các anh chị cần phải học thuộc giúp cho Vân đó là BBB. Ở đây có bao nhiêu anh chị hiện tại là mình đã tự tin BBB rồi, comment giúp cho Vân số 2 các anh chị. Anh chị nào chưa tự tin về BBB comment giúp cho Vân số 0. Nếu như mà mình muốn lan tỏa hệ thống phát triển cấp số nhân thì bản thân của các anh chị nên là một trong những cái người chủ động học giúp cho Vân đó là kỹ năng BBB, được không ạ? Kỹ năng BBB, kỹ năng về chính sách trả thưởng. Sau đó tiếp tục song song đó là sản phẩm. Thì ở đây cái sản phẩm mà các anh chị có thể song song được, mà có thể phiểu được, có thể là minh họa sản phẩm được, đó là Econova. Là một trong những cái sản phẩm mà có thể là mắt thấy tai nghe tai sờ được các anh chị. Và tí nữa mắt thấy tai nghe tai sờ cảm nhận như thế nào thì Vân sẽ chia sẻ cho các anh chị. Ngoài ra đó là các anh chị chuẩn bị mới, nhưng mà nếu như mà tập trung học BB chỉ có 1 tuần xong mà. 1 tuần là xong.
làm giúp cho Vân một cái tờ giấy A4, ghi chép đi ghi chép lại xong tự nói theo cái ngôn ngữ ở trên cái tờ giấy A4, không cần phải dùng máy tính các anh chị nha. Nên là khi mà các anh chị đi làm ở đây thì sẽ có rất là nhiều anh chị, tùy vào cái điều kiện các anh chị, nhiều anh chị thì sẽ không có iPad, nhiều anh chị không có máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng cái giấy A4, đúng không ạ? Giấy A4 ở đây thì chúng ta mua được không các anh chị? Bao nhiêu anh chị nghĩ rằng là mình sẽ mua được cái giấy A4 để mình làm, thì các anh chị comment đi trên này giúp cho Vân số 3. Giấy A4 mà mình không có để mình làm nữa thì nó cũng không có phải là, tức là các anh chị sẽ không có tập trung làm copy rồi, được không ạ? Giấy A4 là một trong những cái mà đơn giản nhất có thể, nếu như các anh chị không có iPad, không có máy tính. Nhiều anh chị nói rằng là tôi không có iPad, tôi không có máy tính thì bây giờ làm sao? Dùng giấy A4 các anh chị. Vâng, cũng dùng giấy A4 nha các anh chị. Làm một thời gian là mới có tiền mua iPad các anh chị. Làm một thời gian mới có tiền mua máy tính các anh chị nha, chứ không phải vừa mới vào Robby là Vân đã có sẵn iPad hay là máy tính luôn các anh chị. Thì đây là một trong những cái nỗi khó khăn nhất khi mà Vân đến với Robby, bởi vì Vân bỏ tiền ra ký quỹ là lúc đó là còn phải đi mượn 3 triệu đồng để đi ký quỹ các anh chị. À, chứ không có phải là mình có sẵn để mà mình có thể đi ký quỹ đâu các anh chị, được không ạ? Rồi, cái thứ ba đó là chuẩn bị dụng cụ demo. Vâng, nghe phong phanh đầu ở đó rằng là ngày hôm nay các anh chị học cái chuỗi của nhà cung cấp, nhà BDB Phú Thái, thì sau khi mà các anh chị học cái chuỗi đó, các anh chị kết hợp với một số cái chương trình khuyến mãi của Phú Thái, đơn hàng của các anh chị 2,5 triệu thôi là các anh chị cũng đã được tặng một cái bộ dụng cụ demo. Và cái bộ dụng cụ demo này hết sức là thần thánh các anh chị, nhìn thì giống như là trò chơi, nhìn thì giống như đồ chơi, nhưng kiếm tiền tỷ ra là đó các anh chị, đúng không ạ? À? Và xuyên suốt trong cái ba gọi là 90 ngày tốc chiến các anh chị, 90 ngày tốc chiến thì tổng doanh thu mà các anh chị nhìn thấy rằng là ở cái bộ demo, Vân đi thị trường nào Vân cũng xách cái sản phẩm này đi hết các anh chị, đi đâu thì Vân cũng xách hai cái ly nhựa này đi hết các anh chị, được không ạ? Nhưng mà tổng doanh thu cho 3 tháng tốc chiến là hơn 30 tỷ đồng, thì các anh chị thấy còn là trò chơi hay không, còn là đồ chơi hay không? Nhiều anh chị nói rằng là không đẳng cấp với tôi, đúng không ạ? À? Nhiều anh chị nói rằng là tôi đang làm bác sĩ, tôi đang làm dược sĩ, tôi đang làm ngành nghề này ABCD, nó không đẳng cấp với tôi. Nhưng nếu như 3 tháng để có doanh thu hơn 30 tỷ thì các anh chị thấy được rằng là có đẳng cấp không ạ? Đẳng cấp không các anh chị? Bằng với cái việc đó là gì? Bóp bọt như thế này thôi, có đẳng cấp không các anh chị? Thông qua cái sản phẩm như thế này thôi, tạo ra được một cái thị trường rất là lớn, tạo ra được một cái doanh thu rất là khủng khiếp, thì các anh chị thấy được rằng nó có lớn mà. À, sau cái buổi này thì Vân nghĩ được rằng là các anh chị sẽ có một cái thay đổi khác nhau. Mình sẽ không nghĩ được rằng là những cái sản phẩm này là đồ chơi, những cái sản phẩm này là nó mang cái tính chất đó là hom hem. Nhưng mà cái này là phiểu rất là tốt các anh chị nha. Rồi, tiếp theo đó là gì? Các anh chị hãy chuẩn bị giúp cho Vân, đó là một cái tức là các anh chị sẽ chuẩn bị giúp cho Vân, đó là tìm giúp cho Vân đó là địa điểm tổ chức. Ví dụ nếu như mà làm home, làm workshop thì các anh chị cần phải tìm cho Vân một cái địa điểm, chẳng hạn giống như là khu vực đó nó sẽ như thế nào, nó ra làm sao. Rồi tiếp theo đó là mình cũng có thể tổ chức tại gia, tức là gia đình nhà mình có thể mời bạn của mình có thể mời đại lý của mình đến, để mà mình có thể kết hợp mình tổ chức cái buổi home meeting, hoặc là cà phê, hoặc là chúng ta đi cà phê. Đi cà phê thì tầm cỡ khoảng 2 người 3 người thôi thì mình cũng có thể làm được rồi. Và hoặc là mình có thể đến nhà bạn của mình, đôi khi bạn của mình vui quá thì bảo là thôi mày cứ tới nhà tao đi, xong rồi tao rủ thêm mấy người người bạn của tao nữa, rồi mày mày muốn chia sẻ cái gì đó mày chia sẻ, cũng có như thế các anh chị nha. Đó, thì về cái việc mà địa điểm tổ chức thì nó cũng đơn giản thôi, cũng không có gì khó. Ngoài ra đó là các anh chị cần phải chuẩn bị giúp cho Vân, đó là ekip cái ngày hôm đó có làm chương trình. Thì đôi khi là các anh chị cũng sẽ đang rất là giỏi về cái sản phẩm Econova, nhưng cũng có nhiều anh chị đó là họ sẽ giỏi một số sản phẩm khác, và chúng ta sẽ kết hợp với nhau để chúng ta làm. Đó là một trong những cái khâu mà trước khi mà các anh chị làm thì các anh chị cần phải chuẩn bị thật kỹ càng để mà các anh chị làm, nó không có tức là nó sẽ mang cái tính chuyên nghiệp, chứ nó không có phải là nó không có mang tính chuyên nghiệp các anh chị nhé. Rồi, và ở đây thì sẽ có hai cái quy mô tổ chức các anh chị. Cái quy mô nhỏ thì các anh chị có thể tổ chức là một hoặc là 2 người hoặc là 3 người 5 người. Nếu như mà ngày hôm đó mà các anh chị có tầm cỡ khoảng là 10 cho đến 15 khách hàng thì các anh chị có thể chia ra cũng được, chẳng hạn giống như là 5 người buổi sáng thì người ta quan tâm về cái dòng gì, thì mình biết được rằng người ta quan tâm về cái dòng gì, chẳng hạn buổi sáng người ta quan tâm về sức khỏe thì các anh chị chỉ cần hẹn hò đi cà phê thôi. Đi cà phê xong sau đó các anh chị có thể là lấy cái sản phẩm vitamin C hay là sản phẩm sâm các anh chị pha ra cho người ta uống, mọi người được. Lúc đó là các anh chị có thể ngồi trao đổi được rồi.
Còn nếu như ví dụ như buổi chiều tối thì các anh chị có thể mang cái sản phẩm là Econova hoặc là một số cái sản phẩm khác để các anh chị có thể làm minh họa được không ạ? Và sau đó thì các anh chị có thể tiến hành tới các anh chị chia sẻ về cái cơ hội kinh doanh. Thì đây là một trong những cái quy mô nhỏ, hoặc là các anh chị có thể là nấu nướng ăn uống gì đó chẳng hạn, thì các anh chị cũng có thể mời bạn của mình đến và sau sau đó thì mình sẽ tổ chức ăn uống tầm cỡ khoảng 5-6 người gì đó thôi. Được chưa ạ? Rồi, chuẩn bị địa chỉ tổ chức. Thông thường mà nếu như mình làm tầm cỡ khoảng 2 người, 3 người hoặc 5 người thì đa phần là chúng ta sẽ chọn ở cái khu vực đó là tại gia. Đó, tức là gia đình nhà mình nữa các anh chị. Đấy. Và ở cái chỗ này thì sẽ tùy vào cái nhu cầu của khách hàng, tùy vào cái khách hàng của mình, hoặc là cái thế mạnh của mình để mà mình chia sẻ. Ví dụ như là thế mạnh của các anh chị đang là thích về cái dòng sức khỏe đúng không, thì các anh chị sẽ tư vấn về dòng sức khỏe. Nếu như mà thế mạnh của các anh chị đang là Econova, về nước giặt, về nước rửa chén, thì các anh chị có thể làm minh họa như vậy, hoặc nước lau sàn cũng ok các anh chị. Các anh chị có thể họ dẫn họ đến cái khu khu vực gian bếp của các anh chị, xong sau đó là các anh chị sẽ dùng một số cái dụng cụ giống như nước lau sàn các anh chị cũng có thể pha ra, hoặc là nước tẩy bồn cầu các anh chị cũng có thể pha ra, các anh chị xịt, các anh chị lau được không ạ? Rồi sau đó thì về cái quy mô tổ chức nhỏ thì mình sẽ test nước nè, demo nước rửa chén nè, demo vitamin C, demo nồi chiên không dầu, tùy các anh chị. Thế mạnh của các anh chị ở đâu thì các anh chị làm ở đó. Và cái quy mô tổ chức lớn cũng thế các anh chị. Đối với quy mô tổ chức lớn thì cần phải chuẩn bị nó khá là lâu một chút xíu. Tức là về quy mô tổ chức thì cần tổ chức lớn thì cần phải có một cái lực lượng đối tác. Thông thường thì Vân, khi mà Vân làm thì Vân sẽ kết hợp với một số các anh chị mentor có các đại lý ở cái khu vực thị trường đó, thì Vân bắt đầu là Vân sẽ tập hợp lại các anh chị. Đầu tiên là mình cũng sẽ tìm địa điểm trước các anh chị, được chưa? Tìm địa điểm trước một tuần để làm sao mà mình xem, mình set up được rằng là cái địa điểm đó nó có phù hợp hay không, có không gian hay không, nó có bị loãng hay không, nó có bị ồn hay không. Thì bản thân của cái người mà gọi là ở cái khu vực tỉnh thành đó là các anh chị sẽ là một trong những người đi tìm địa điểm đó các anh chị, được chưa? Sau đó thì bắt đầu là chúng ta sẽ lập một cái ekip đông người một chút xíu để chúng ta cùng nhau phụ nhau, để chúng ta cùng hỗ trợ. Và trong cái ekip đó thì cần phải có MC, bởi vì cái khu gọi là cái khu mà tổ chức mà từ khoảng 20 30 được không ạ? 20 30 40 50 và trên 100 thì các anh chị cần phải có một cái quy mô như này. Bởi vì lúc đó là người đi nó sẽ đông. Nên chính vì khi mà cái người đi đông á là các anh chị cần phải chuẩn bị một cái quy mô như vậy các anh chị nha. Thì đầu tiên đó là cần phải có một cái MC dẫn chương trình. Tiếp theo đó là phải có người phụ demo. Ví dụ như là nếu như có BDB thì BDB họ đã làm giùm cho các anh chị rồi thì đỡ đi một công đoạn. Còn nếu như mà không có, ở đây thì Phân sẽ chia sẻ cho các anh chị, nhiều anh chị sẽ suy nghĩ được rằng là ngày hôm đó không có BDB thì bây giờ ai là người đứng ra để làm minh họa sản phẩm ta. Như vậy thì bây giờ các anh chị sẽ gắp người trong ekip thôi. Ai mạnh thế mạnh ở đâu, chẳng hạn giống như là chị Xuân An mạnh về Econova, chị Xuân An đứng ra một bàn làm dùng cho Vân cái nước rửa chén, nước giặt xong đúng không? Rồi anh chị nào hiện tại đang bán lọc nước, test nước giỏi thì có thể là đứng ra một bàn làm dùng cho em, chỉ có việc test nước thôi mà, không có làm gì khó hết á. Rồi tiếp theo những anh chị nào mà đi cu chen ok thì có thể là sắp cho em đúng một cái nồi chiên không dầu thôi là được rồi, không cần phải sắp quá nhiều, không cần phải cầu kỳ, không cần phải lỉnh kỉnh. Chúng ta đang dùng cái gì thì chúng ta làm demo cái đó các anh chị được không ạ? Rồi tiếp theo đó là các anh chị sẽ phải thiết kế một cái chương trình last sale cùng với BDB. Thì ở đây các anh chị có thể phối hợp với anh chị mentor M1, thì lúc đó anh chị mentor M1, M3 hay là M6 thì sẽ kết nối BDB cho các anh chị để xin cái mini game hoặc là cái chương trình last sale ngày hôm đó nó nóng như thế nào để mà mình có thể trực tiếp chốt khách hàng của mình tại chỗ. Bởi vì khi mà có cái last sale thì chắc chắn là khách hàng họ cũng sẽ ra cái quyết định cũng sẽ rất là cao. Rồi tiếp theo đó là chuẩn bị giúp cho em, đó là người chia sẻ về cái câu người chia sẻ cảm nhận về Robby, chẳng hạn giống như là có 1 sao hay 2 sao mà khả năng mình tự tin mình lên chia sẻ, mình đứng ở sân khấu mình chia sẻ được, thì mình cũng có thể là chia sẻ câu chuyện bằng chính bản thân của mình khi mà mình đến với Robby nó sẽ như thế nào và Robby mang lại cho mình cái những cái giá trị gì, thì mình cũng có thể mình lên mình chia sẻ. Rồi tiếp theo đó là cái người mà trình bày cơ hội được không ạ? Cái người trình bày cơ hội đó là có thể là cọc 3 sao hoặc mentor M1 mà họ có thể là chia sẻ BB cứng, thì lúc đó các anh chị cũng có thể đưa lên. Và ngoài ra đó là cũng sẽ có các mentor của các anh chị ở gần cái khu vực đó, họ sẽ chia sẻ chốt cuối chương trình được các anh chị, được chưa? Vậy thì ở đây có hai cái quy mô thì các anh chị có thể nắm. Riêng về cái quy mô tổ chức lớn thì các anh chị cần phải thiết kế sau khi mà các anh chị tìm địa điểm này kia xong,
thì các anh chị cần phải thiết kế giúp cho Vân một cái banner, được không ạ? Banner thì gồm có bao nhiêu ekip người ở trong đó đứng ra để trao đổi, để chia sẻ, thì các anh chị cho hết vào cái banner đó. Xong sau đó các anh chị tạo một cái group. Rồi xong sau đó thì các anh chị sẽ thông báo đến team của các anh chị rằng là ở thị trường đó các anh chị có ai thì các anh chị join vào. Sau đó thì đưa họ vào và hướng dẫn cho họ cái cách mời tham dự workshop là xong. Đó là quy mô lớn. Vậy thì bao nhiêu anh chị sẽ chọn cái quy mô nhỏ và bao nhiêu anh chị chọn quy mô lớn? Quy mô nhỏ thì comment giúp cho con số 2, quy mô lớn thì comment giúp cho con số 5. Và nếu như mà cả hai thì comment cả hai, được không ạ? Chắc chắn rằng là kiểu gì các anh chị cũng sẽ cả hai. Nhưng mà Vân thấy được rằng là 80% 80% là các anh chị sẽ chọn là home meeting cơ bản là quy mô nhỏ các anh chị. Ừ, từ nhỏ đến lớn đúng không? Để cho mình dày dặn hơn, để cho mình tự tin hơn. Thì khi mà các anh chị đi nhỏ ok rồi thì các anh chị sẽ tổ chức lớn, các anh chị sẽ không có bỡ ngỡ, các anh chị không hồi hộp nữa, được không ạ? Rồi về cái việc mà test ấy, thì nó cũng y chang giống như của cái quy mô nhỏ các anh chị, y chang vậy. Nhưng mà đối với quy mô lớn thì nó sẽ có bàn để các anh chị đứng thôi. Không biết là có anh chị nào ở trong còn trong Zoom không? Còn may quá anh chị vẫn còn nghe, vẫn chỉ có sợ các anh chị đi đâu thôi. Vậy thì đối với cái việc mà các anh chị khi mà các anh chị tham gia làm cái chương trình, tổ chức cái chương trình workshop hoặc là home meeting, thì cái mục tiêu mà các anh chị đạt được trong cái quá trình mà các anh chị mời khách tới, đầu tiên là các anh chị sẽ giúp cho cái khách hàng của mình đó là hiểu rất là nhiều về cái thông tin sản phẩm cũng như là cái cơ hội kinh doanh, được không ạ? Cái mục tiêu mà khi mà khách mời của mình đạt được ạ. Cái thứ hai đó là nó sẽ giúp cho các anh chị tạo ra được doanh số, được không ạ? Tạo ra được cái doanh số rất là tốt luôn. Ví dụ chẳng hạn giống như là tháng này các anh chị đang chạy cốt 1 sao, các anh chị đang chạy cốt 2 sao hay là 3 sao, thì các anh chị chỉ cần làm 2 lần thôi. Một lần đó là gì? Một lần là các anh chị 1 đến 2 lần trong cái ngày cuối ngày, các anh chị cuối tuần đó. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật, thì ngày thứ bảy thì các anh chị có thể là làm soi da, rồi cái ngày chủ nhật thì các anh chị có thể là làm Econova, nước rửa chén hay là một số cái khác nữa, để mà các anh chị có thể là làm xuyên suốt được cái hành trình như vậy. Và đến đến cái ngày buổi chiều á, thì các anh chị chiều ngày chủ nhật thì các anh chị có thể nói về cái cơ hội kinh doanh đó. Đó, tiếp theo đó là nó sẽ giúp cho cái sự bán hàng của các anh chị nó cũng khá là chuyên nghiệp, bởi vì người ta nhìn thấy được rằng là các anh chị đã làm, trong khi đó là bây giờ các anh chị chia sẻ cho họ thông qua online, mà người ta cũng không biết được rằng là các anh chị sẽ phát triển bản thân như thế nào. Nhưng mà thông qua các cái chương trình mà làm workshop, làm home sharing như thế này, thì khi mà bạn của các anh chị đến, thấy các anh chị làm minh họa sản phẩm nước rửa chén mà các anh chị nói rất là hay, thì cái người đó họ si khi mà họ đi về á, họ sẽ trầm trồ, họ sẽ khen các anh chị, trời ơi mấy tháng nó không gặp, tự nhiên bữa nay gặp sao thấy nói hay quá, chia sẻ hay quá, mà cái công nhận cái sản phẩm nó cũng chất lượng thật. Nên là cái tỷ lệ chốt đại lý hay là chốt cái người mà khách hàng của các anh chị tiêu dùng á, nó cũng sẽ rất là cao các anh chị. Và ngoài ra đó là nó sẽ, ví dụ như khi mà các anh chị tổ chức các cái chương trình như thế này, chẳng hạn giống như là có những anh chị mà ngủ đông á, lâu nay họ không hoạt động, lâu nay họ không làm, thì khi mà mời họ đến ở đây, họ thấy không khí, họ thấy được rằng là sản phẩm, rồi các anh chị tư vấn cài app, thì lúc này người ta cảm thấy được rằng là Robby này lớn mạnh quá, ngày trước mình vô chẳng có gì đó, thì các anh chị sẽ kích hoạt được những cái đại lý ngủ đông. Thì các anh chị thấy là tiện dụng không ạ? Nếu như mà anh chị nào thấy tiện dụng thì các anh chị hãy comment giúp cho Vân số 4 các anh chị. Số 4 là các anh chị sẽ thấy được rằng là nếu như mà tổ chức về workshop, về home sharing mà như này, giúp cho các khách hàng biết được sản phẩm, giúp cho bản thân của mình tạo ra doanh số bán hàng chuyên nghiệp, và giúp cho mình cũng kích hoạt được đại lý nữa, đại lý ngủ đông nữa, thì các anh chị thấy được rằng là đây là một trong những cái điều rất là tuyệt vời, thì các anh chị comment giúp cho Vân số 4 nha. Rồi số 4 thì hiện tại là các anh chị, một số các anh chị hiện tại đang thấy là lợi ích ở đây thôi, nhưng còn nhiều anh chị khác thì chắc là khả năng là đang rối hay sao mà chưa thấy comment. Rồi vậy thì ở đây á, trong cái quá trình mà các anh chị mời, các anh chị làm á, thì kiểu gì kiểu các anh chị cũng phải lập danh sách khách mời, được không ạ? Danh sách khách mời của mình nó sẽ thông qua đó là offline và online. Offline á, thì đó là các anh chị sẽ thông qua đó là các cái người bạn, mối quan hệ của mình xung quanh, ví dụ như là bạn cấp 1, bạn cấp 2, họ hàng, hàng xóm, này kia nọ khác. Còn nếu như mà online thì đôi khi cũng sẽ có những cái người bạn cũ lâu nay mình không gặp, mình lang thang trên mạng, lướt ở trên đó, hoặc là bạn đồng nghiệp của mình ở trên cái online. Thậm chí cũng có nhiều anh chị nói rằng là bây giờ làm sao để mà mình có thể mời được khách hàng. Thực ra là khách hàng là ở xung quanh của các anh chị, xung quanh của các anh chị chẳng hạn giống như là những cái bạn shipper, shipper thì đa phần á, là người ta sẽ ship hàng cho các anh chị và người ta cũng ở quanh cái khu vực đó thôi. Thì khi mà các anh chị tổ chức chương trình thì người ta cũng ở cái xung quanh cái khu vực đó thôi.
Nếu như mà các anh chị gọi là nhanh nhẹn, các anh chị nhanh nhẹn mà các anh chị tự tin để trao đổi với họ thì các anh chị chỉ nói rằng là cuối tuần này chị cũng có một cái chương trình chia sẻ về cái workshop cũng như là demo minh họa tất cả các cái sản phẩm, và hiện tại là ở đây khi mà mình kinh doanh thì mình cũng không cần phải bỏ vốn ra nhập hàng. Thì khi mà mình nói như vậy thì những cái bạn đó họ cũng sẽ có nhu cầu để họ tìm hiểu cơ hội kinh doanh, đúng không nào? Những cái bạn ship gà hay là bạn ship quần áo đồ ăn vặt cho mình thì đó cũng là khách hàng của các anh chị. Nên có nhiều anh chị nói rằng là khách hàng của chị ở đâu, chị không có mối quan hệ. Thật ra mối quan hệ có hay không đó là phụ thuộc vào các anh chị. Nên là nếu như mà các anh chị muốn có khách hàng thì các anh chị có thể tiếp cận thông qua những bạn đó, hoặc các anh chị đi taxi, đi máy bay, đi xe buýt, hoặc là những cái buổi mà hội thảo ai đó mời các anh chị thì các anh chị cũng cứ đi nghe đi. Cái thứ nhất đó là các anh chị sẽ biết thêm một cái ngành nghề, coi thử người ta đang nói cái gì, nhớ nha, nhớ nghe người ta nói về cái gì thôi, để mà mình có thể là mình đứng giữa, mình trung lập, không bị cuốn, được không ạ? Bởi vì bây giờ xã hội nó cũng sẽ rất là nhiều cái thứ khác, và khi mà các anh chị không có tập trung thì chắc chắn rằng là người ta sẽ vẽ cho các anh chị một cái bánh vẽ rất là xịn, và sau đó thì các anh chị có thể theo, và cuối cùng đó các anh chị sẽ không có gì hết. Trong khi đó khi mà các anh chị hợp tác đồng hành kinh doanh cùng với Robby thì các anh chị sẽ có rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất đó là phát triển bản thân, cái thứ hai đó các anh chị có hệ thống mạng lưới người tiêu dùng, và cái thứ ba đó là gì, các anh chị có thể có được một khoản thu nhập thụ động, và cuối cùng đó là các anh chị có thể thừa kế và các anh chị báo hiếu được, được không ạ? Thì ở đâu có được tất cả những cái giá trị đó ở trong một cái công việc thì các anh chị lựa chọn, được chưa nào? Còn nếu như mà bây giờ nó vẽ bánh vẽ cho các anh chị nhiều lắm. Được, ok chưa các anh chị? Thì đây là một trong những cái mà các anh chị lập danh sách. Ngoài ra đó là Vân cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị, nói chung là ngày hôm nay Vân chia sẻ cho các anh chị khá là chi tiết, khá là kỹ, nên là không biết là các anh chị có nghe kịp hay không, có nghe kịp hay không. Nếu như nghe kịp thì các anh chị comment, hay là các anh chị thấy quá nhiều thông tin và các anh chị cảm thấy rằng là mình sẽ không hấp thu được thì các anh chị comment giúp. Nếu như mà không hấp thu được nha, các anh chị comment giúp cho Vân số 1. Còn nếu như mà vẫn đang hấp thu được, nghe tốt thì các anh chị comment giúp cho Vân, đó là số 5 các anh chị. Rồi, đang nghe tốt đúng không? Em chỉ có sợ em cho nhiều thông tin quá là đến hồi các anh chị lại lại không có nghe kịp ấy. Rồi, ok, các anh chị nghe như thế này là ok rồi ha. Sau đó bước tiếp theo, thì nó sẽ đi đến cái kịch bản của cái buổi workshop hoặc là cái home sharing ngày hôm đó các anh chị. Thì nó cũng sẽ gồm có 5 bước thôi. Bước đầu tiên là các anh chị sẽ nhắn tin chào hỏi hoặc là gọi điện để mà các anh chị không đóng về cái mối quan hệ đó. Nếu như mà lâu nay các anh chị không có trao đổi với họ, không có chia sẻ với họ, thì các anh chị, một là các anh chị nhắn tin, hai là các anh chị gọi điện thoại, được không ạ? Gọi điện thoại hay nhắn tin thì cũng chào hỏi như như nhau. Sau đó bước thứ hai là các anh chị sẽ đặt ra những cái câu hỏi mà quan tâm đến khách hàng, chẳng hạn giống như là mùa đây là đang hè thì mình sẽ hỏi rằng là dịp hè này anh chị có đưa mấy nhỏ đi đâu không, có đi du lịch hay không, hay là có về ngoại này chơi đồ này kia hay không, thì mình bắt đầu mình sẽ hỏi. Thì khi mà các anh chị hỏi như vậy thì bắt đầu nó sẽ chị ráp vào cái câu chuyện rồi, được chưa nào? Sau khi mà ráp vào câu chuyện thì các anh chị lại tiếp tục khai thác cái thông tin mà khách hàng họ muốn. Ví dụ như khi mà họ đi du lịch như vậy thì da của họ bắt đầu bị rám nắng, hoặc là khi mà đi như vậy thì họ cũng sẽ bị mệt, họ không ăn uống được, thì nó ở đây nó sẽ có hai cái thông tin. Hoặc là khi mà đi về thì đương nhiên là nhà cửa người ta cũng bộn bề, cũng chồng chất, cũng dơ, rồi cũng phải rửa rửa ráy, thì các anh chị cũng có thể là tư vấn Ecova kiểu như vậy. Các anh chị cần phải khai thác thông tin. Sau khi mà các anh chị khai thác được thông tin ở cái chỗ này rồi thì các anh chị sẽ trao đổi cho họ về cái giá trị trong cái buổi mà workshop hoặc là cái buổi home sharing ngày hôm đó, khi mà khách hàng họ đến họ nhận được, chẳng hạn giống như là nói rằng là đợt này đi về á, xong rồi nhà cửa nó cũng bộn bề quá, em dọn dẹp nhiều quá, da tay nó khô hết trơn, đúng không? Thì khi mà người ta nói là da tay nó khô hết trơn ấy, thì mình sẽ nói rằng như vậy hả, thì sắp tới là em có mà làm một cái buổi home sharing tại nhà, và hôm đó hôm vừa rồi là em vừa mới săn được một cái sản phẩm nước rửa chén, nó khá là hiệu quả và rất là sạch, và làm mềm da tay luôn, rất là làm mềm da tay luôn. Khi mà sử dụng xong là cái da tay của mình nó mềm, nó không có bị tróc tróc ở trên mấy cái đầu ngón tay nữa đó, và đặc biệt đó là nó không có bị hôi vào trong chén bát của mình. Thì khi mà mình có thể trao cái giá trị đó là người ta nói rằng là vậy họ vậy vậy ít bữa nữa là em ngày mai ngày mốt bắt đầu em tổ chức chương trình rồi, thì cái gì em mời chị qua, chị có thể tham khảo thêm. Nói chung là em dùng em thấy nó rất là hiệu quả và rất là thích, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng không có tiện để làm minh họa cho chị.
thì ngày hôm đó thì mời chị qua sẵn rồi xem thử con em nó đang làm gì, buôn bán gì, có thể là mua ủng hộ nó cũng được đó. Thì đó là với cái khu vực đó là hàng xóm anh chị ha. Rồi sau đó là bước cuối cùng, đó là cái bước mà mình có thể là chốt mời và xử lý từ chối, nếu như mà ngày hôm đó mình chia sẻ mình mời mà nó có thì các anh chị có thể xử lý từ chối luôn anh chị, được không ạ? Rồi vậy thì ở đây nó sẽ có ba cái dạng tin nhắn để mà có thể tham gia workshop cũng giống như là home sharing, được không ạ? Ở đây là nếu như mà các anh chị đây là gửi tin nhắn cho người quen các anh chị ha, những cái mối quan hệ mà gọi là khá là thân tình ha. Thì ở đây thì các anh chị sẽ có được các cái thông tin ở đây, các anh chị có thể mở được không ạ? Đây cuối tuần đúng không? Ví dụ như cuối tuần mà các anh chị làm thì các anh chị có thể sửa lại đúng cái ngôn ngữ của mình, văn phong của mình để mà các anh chị nhắn tin, soạn tin cho nó phù hợp. Nếu như mà anh chị nào ấy thì mình cũng có thể chụp hình nha, chụp hình lại. Rồi tiếp theo thì các anh chị sẽ nhìn thấy được là ở đây này, ở đây cái thông tin ở đây thì người ta sẽ hỏi là cái thông tin ở đâu thì mình có thể là tiếp tục chat cái thông tin, đôi khi họ không hiểu. Hoặc là khi mà các anh chị gọi điện, các anh chị nhắn tin mà họ quên thì các anh chị có thể nhắc lại giúp cho Vân cái khoảng thời gian để mà họ có thể tới. Thông thường thì Vân thấy được rằng là các anh chị có thể làm buổi tối, ok được không ạ? Buổi tối các anh chị làm thị trường thì nó sẽ khá ok, sau tầm cỡ khoảng là 7 giờ 7 rưỡi các anh chị làm là hợp lý nhất, được không ạ? Nếu như mà các anh chị làm home sharing tại nhà thì các anh chị có thể làm như thế này. Rồi tiếp theo đó là những cái mối quan hệ mà ngủ đông, những đại lý mà ngủ đông các anh chị. Còn đây là những cái mối quan hệ mà mình gọi là mối quan hệ bình thường, không có phải thân thiết các anh chị. Giống như là mình đã có một cái cuộc gọi trước đó rồi, hoặc là mình sẽ nói về cái nội dung của cái ngày hôm đó rồi. Thì sau đó thì các anh chị có thể dùng cái banner này để các anh chị gửi cho họ. Sau đó các anh chị có thể chia sẻ kỹ hơn cái thông tin này cho họ, được ạ. Và ở đây thì mình có thể khuyến khích khách hàng của mình. Tức là ngày hôm đó nếu như mà chị đi một mình thì chị thấy buồn, thì chị có thể là mời bạn của chị đi cùng cũng được nhé. Nhưng mà nhớ báo trước cho em để em có thể sắp xếp được cái chỗ ngồi cho chị, và bạn của chị nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ tốt hơn. Hoặc là ví dụ như là ngày hôm đó, đợt này thì cũng sẽ có rất là nhiều anh chị B2B làm cái chương trình mà home sharing hay workshop, thì mọi người cũng đang hỗ trợ cho các anh chị về một số cái phần mini game. Thì mình cũng có thể khuyến khích trong cái quá trình mình mời, mình cũng có thể khuyến khích khách hàng nói những cái điều này cho khách hàng của mình, để khách hàng của mình có thể nắm được không ạ, để họ có thể đi. Rồi, đây là những cái anh chị đại lý ngủ đông các anh chị ha, những cái người mà lâu nay các anh chị tuyển vô rồi mà lâu nay họ không có làm, thì các anh chị đây cũng là một trong những cái phương pháp, bởi vì những anh chị ngủ đông đó cũng là khách hàng, cũng là những cái người mà có thể tạo ra doanh số tốt cho các anh chị, thì các anh chị cũng có thể mời họ để họ quay ngược lại, họ đồng hành cùng với Robin, được chưa? Rồi. Vậy thì việc tiếp theo của các anh chị đó là các anh chị cần phải chuẩn bị giúp cho Vân cái thư mời. Còn nếu như mà home sharing thì không cần thư mời các anh chị. Workshop thì các anh chị cần phải có cái thư mời như thế này, được chưa? Đó. Rồi. Tiếp theo đó là ở đây thì Vân sẽ chia sẻ, trước khi mà Vân bắt đầu đi vào demo á, thì Vân cũng muốn chia sẻ với các anh chị đó là mục tiêu của mỗi cá nhân. Đó là mỗi một người có thể là nếu như mà làm workshop các anh chị nha. Làm workshop thì các anh chị có thể mời 10 người đổ lại. Bởi vì lý do tại sao là mời 10 người đổ lại? Lý do đó là trong quá trình mà các anh chị mời á, thì chắc cũng là 50-50, cũng sẽ có là người đi, cũng sẽ có người không đi. Nhưng nếu như mà các anh chị mời ít quá thì sẽ bị fail, được không ạ? Nên là lúc nào nó cũng sẽ có tỷ lệ các anh chị. Đó là những cái buổi mà workshop. Còn nếu như những cái buổi mà các anh chị làm home sharing á, thì các anh chị có thể mời tầm cỡ khoảng 5 người thôi, 5 người thôi, mà nếu như mà họ có đi á, là đi tầm cỡ khoảng 2 người, là tỷ lệ chốt của các anh chị cũng ok rồi, được không ạ? Home sharing là các anh chị mời tầm cỡ khoảng 5 người, workshop là các anh chị mời giúp cho Vân 10 người. Các anh chị nhớ con số chưa? Nếu như mà anh chị nhớ con số rồi thì comment giúp cho Vân là nhớ đi các anh chị. Chứ không có là mời ít quá là lại không có ai đi. Đôi khi người ta bận việc đột xuất, trong 5 người đó có 2 hoặc 3 người bận việc đột xuất thì cũng sẽ có 2 người còn lại đó là đi tham dự cái chương trình với các anh chị. Thì từ đó là các anh chị cũng sẽ tạo ra được cái doanh số cũng như cái việc mà tư vấn chốt đại lý cùng với khách hàng, được không ạ? Nhưng mà đối với cái khách hàng khi mà họ đến ở cái chương trình này á, đó là mắt thấy tai nghe tai sợ và cảm nhận rất là rõ rệt. Và cũng từ cái việc mà các anh chị đưa khách đến những cái buổi home sharing hay là gặp workshop á, thì cũng sẽ giúp cho các anh chị lên sao lên số rất là nhanh và rất là hiệu quả và cực kỳ là bền vững. Bởi vì bản thân của Vân cũng thông qua những cái buổi workshop như thế này, các anh chị Vân có thể kể lại cho các anh chị về cái câu chuyện khi mà Vân lên code 3 sao. Khi mà cái thời điểm mà lên code 3 sao lúc đó Vân chỉ có 70 triệu boy thôi.
70 triệu boy, mà 5 ngày nữa thì là Vân kết thúc rồi. Thì các anh chị nghĩ được rồi, còn 50 triệu boy thì mình chạy kiểu gì đây trong 5 ngày. Nhưng mà thông qua cái buổi mà workshop Vân đi làm liên tục, tức là thời điểm đó là Vân cũng có khách làm spa, nhưng mà Vân hẹn khách khách của Vân đó là chị ơi, trong tuần này á em có tầm khoảng 5 ngày em đi công tác, em không có làm da cho chị được. Lúc đó là đang làm da, đang kiếm tiền hàng ngày đó các anh chị, mà phải tức là để phải chạy về mờ, gọi là cót ba sao mà mình phải nói với khách hàng như vậy luôn. Thì khách hàng của Vân cũng ok, và sau đó Vân tập trung đúng đúng 5 ngày, tập trung đúng 5 ngày là Vân đi huyện các anh chị. Và cách cái khu vực của Vân là tầm khoảng 35 đến 40 cây, Vân đèo xe máy. Lúc đó là đèo xe máy đi á, thì ông xã không cho đi. Lúc đó là Vân đón xe đò Vân đi. Thì hành trang Vân bỏ trong những cái gì mà liên quan đến đồ làm là Vân bỏ trong ba lô Vân đi thôi. Bỏ trong ba lô thì sáng đi chiều về, sáng đi chiều về 40 cây mà các anh chị. Cứ sáng đi chiều về, sáng đi chiều về, và sau 5 ngày Vân hoàn thành 50 triệu bo. Mà lúc đó thì chỉ có bán hàng cá nhân thôi các anh chị. Đúng không ạ? Lúc đó chỉ có bán hàng cá nhân thôi. Thì các anh chị nghĩ rằng các chị có làm được không ạ? Vân nghĩ được rằng là các anh chị sẽ làm được. Bởi vì kiến thức của Robby là nó gọi là vô hạn các anh chị. Nó không hề giới hạn cho các anh chị một tí xíu nào cả. Chủ yếu đó là gì, các anh chị thích cái gì, các anh chị muốn học cái gì, muốn làm cái gì. Thậm chí ở đây là các anh chị thấy được rằng là có rất là nhiều anh chị là trở thành là best seller của sản phẩm Econova. Đó hồi nãy họ lên họ chia sẻ. Ở trong team của Vân có anh Ngọc Ngọc Lâm đúng không? Anh Ngọc Lâm là cũng là một trong những cái người bán best seller về cái sản phẩm của Econova vừa rồi vừa mới vinh danh. Thì các anh chị biết là anh Ngọc Lâm là đạt top gì không ạ? Anh chị nào mà biết đạt top 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 mấy thì các anh chị có thể comment. Đó, anh Ngọc Lâm là trong team Tây Nguyên của Vân các anh chị. Thì các anh chị sẽ thấy được rằng là cũng thông qua các cái sản phẩm này cũng có thể giúp cho họ trở thành những cái best seller. Được không ạ? Và họ cũng dùng cái họ dùng chính cái câu chuyện đó, dùng chính cái sản phẩm đó đi nói chuyện với khách hàng, đi kể với khách hàng thôi, chứ không 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 có gì gọi là khó hết các anh chị. Được không ạ? Vậy thì các anh chị, bao nhiêu anh chị biết được rằng là anh Ngọc Lâm là thuộc top best seller của nhà Phú Thái trong cái tháng 7 là gì không các anh chị? Ta không biết, ta không thèm tham gia dùng đúng không? Không coi dùng đúng không? Hỏi hỏi 88 người không có thấy ai trả lời luôn. Rồi. Hình như là không. Đúng rồi, chị Thu Phương là hiện tại là đang đang biết anh Ngọc Lâm là đạt top 1. Nhưng mà không phải bình thường giống như các anh chị, được không ạ? Anh là một trong những cái người là khá là ngưỡng mộ luôn, các anh chị phải gọi là ngưỡng mộ. Bởi vì là anh đi xe lăn, anh đi xe lăn chứ anh không có phải có một cái cơ thể mà khỏe mạnh, dẻo dai, lành lặn giống như mình. Nhưng mà anh là một trong những cái người đạt top 1, thì đây là một trong những cái câu chuyện khá là truyền cảm hứng. Và các anh chị nghĩ được rằng là lý do tại sao anh làm được đó là do là anh có một cái tình yêu đam mê với Econova của nhà cung cấp Phú Thái các anh chị. Nên chính vì như vậy thì nếu như các anh chị cũng muốn trở thành một top 1, top 2 hay top 3 thì các anh chị sẽ là một trong những người có một cái tình yêu với Phú Thái các anh chị, với Econova các anh chị nha. Rồi. Ở đây thì có một số các cái bước mà các anh chị cần lưu ý. Tức là Vân cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị luôn. Đầu tiên đó là các anh chị sẽ gửi thư mời nha. Gửi thư mời cho cái khách hàng của mình. Gửi thư mời cho khách hàng của mình, hoặc là nhắn tin, hoặc là các anh chị có thể gửi cái định vị cho cái khách hàng của mình đến ở những cái địa điểm mình tổ chức. Ví dụ như nhà của các anh chị thì các anh chị cũng phải gửi định vị cho khách hàng, hoặc là nhắn tin số nhà để cho nó cẩn thận tỉ mỉ hơn. Cái thứ hai đó là hướng dẫn khách hàng di chuyển đến địa điểm nó như thế nào. Nói chung tạo ra một cái sự quan tâm đến với khách hàng của mình, chứ không có phải là gửi cho người ta một cái thư mời hay là một cái đường link đường đi xong sau đó là cứ mặc kệ các anh chị. Các anh chị phải follow cực sát với khách hàng của mình, tạo ra được cái sự quan tâm của mình đối với khách hàng của mình, được chưa? Rồi cái thứ ba đó là xác nhận lại, xem thử rằng là cái khách hàng của mình là không không cần phải hỏi đâu, mà mình phải phải giống như là mình sẽ trao đổi trước với họ là chị ơi, ngày mai đến nhà em nha. Giống như là các anh chị đang làm home sharing thì các anh chị sẽ nói rằng là chị ơi nhớ lịch ngày mai đến nhà em nha. Ngày mai tầm có khoảng bao nhiêu giờ đó, các anh chị phải nhắc lại, được không ạ? Nhắc trước một ngày giúp cho Vân. Hoặc là chuẩn bị đến cái chương trình rồi, chẳng hạn giống như nhà anh chị tổ chức vào buổi tối 7 giờ rưỡi thì các anh chị cũng sẽ nói rằng là tầm cỡ khoảng là 1-2 tiếng nữa là chương trình ở tại nhà em bắt đầu á chị, nên là tí nữa có gì chị tới nha, nếu như mà tới mà không thấy gì đó cứ gọi cho em, hoặc là có gì tí nữa là em sẽ gọi lại cho chị để cái gì em hướng dẫn cho chị đi cho nó hiệu quả đó đó. Và nếu như mà ở cái chương trình của cái home sharing hoặc là cái workshop đó thì các anh chị sẽ là một trong những người đến trước.
Cho dù là các anh chị đang là đại lý, bạn đó cũng là đại lý đang tổ chức, thì các anh chị cũng phải đến trước để làm sao các anh chị có thể đón khách của các anh chị. Hoặc là các anh chị cũng sẽ phụ vào ban tổ chức để các anh chị hỗ trợ về ban tổ chức. Được chưa? Thì đây là một trong những cái bước mà các anh chị cần lưu ý các anh chị. Rồi. Ở đây thì sẽ có một số các cái quy trình để mà các anh chị có thể đón khách trước khi mà vào workshop này. Ví dụ như đón khách tại sảnh, tức là các anh chị đã đến trước rồi, các anh chị sẽ đón khách tại sảnh này, đưa khách đến tham quan một số các sự kiện này. Ví dụ như là các anh chị có thể tổ chức tại nhà, thì các anh chị cũng có thể đưa đến một số cái bàn sản phẩm mà hiện tại ở nhà đại lý đó họ đang trưng bày. Rồi xong sau đó thì các anh chị sẽ là chụp hình lưu niệm cùng với khách này, rồi dẫn khách đến cái khu vực mà làm demo minh họa sản phẩm này, cho khách test này, cho khách thưởng này. Xong sau đó là mình sẽ hỏi khách này, quan sát và hỏi khách, được không ạ? Rồi, ở đây thì Vân sẽ hướng dẫn cho các anh chị về cái quy trình trình bày. Thì nó chỉ có gồm có 5 bước thôi các anh chị. Đối với cái Econova thì các anh chị chỉ cần 5 bước thôi. Và ngày hôm nay thì Vân sẽ làm minh họa sản phẩm ở đây cho các anh chị luôn. Nó không biết là các anh chị đã sẵn sàng để nghe xem minh họa sản phẩm chưa ạ? Cách Vân làm minh họa sản phẩm thì Vân chốt, đa phần là Vân sẽ chốt tại chỗ luôn các anh chị. Và bao nhiêu anh chị sẽ mong muốn rằng là mình sẽ chốt tại chỗ với những cái đơn hàng như thế này. Comment lên trên này giúp cho Vân số 2 các anh chị ơi. Anh chị còn ở đây không? Vẫn còn 88. Rồi ok các anh chị. Bây giờ Vân sẽ làm minh họa sản phẩm cho các anh chị nha. Rồi không biết là các anh chị đã nhìn thấy được chắc là Vân sẽ tắt xe màn hình để các anh chị có thể nhìn thấy hơn. Rồi. Các anh chị nhìn thấy rồi đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ gồm có 5 bước, tí nữa Vân sẽ gút lại 5 bước đó. Như vậy thì ở đây á, các anh chị sẽ nhìn thấy được rằng là với cái việc mà khi mà mình làm minh họa sản phẩm tại workshop, được không ạ? Tại workshop hoặc là ở home sharing thì các anh chị cũng cần phải là nâng niu. Thì cái bước 1 đó là cái cách mà các anh chị cầm cái sản phẩm nó cũng phải nâng niu như thế này các anh chị. Chứ không có phải là đây là cái chai nước rửa chén, mình cầm nó không có một cái gì gọi là nâng niu. Các anh chị thấy không? Có phải hai cách cầm không? Một cái là bỏ tay phía dưới, cái ở trên là giữ cái nắp chai, các anh chị nhìn thấy nó đẹp không? Được không ạ? Còn cái cách mà các anh chị cứ giữ như thế này thì người ta có thấy cái gì đâu. Cũng có thấy cái chữ Econova mà cũng có thấy là Italia rồi gì đâu, được không ạ? Ngồi xa tí ạ. À? Rồi ok, nó sẽ ngồi xa tí. Để cái máy tính ra xí. Mọi người đừng có nhìn mặt em là được rồi, nhìn đây thôi nha. Rồi. Thì cái cách cầm của mình nó sẽ như thế này. Xin giới thiệu với các anh chị, đây là chai nước rửa chén của Econova. Thành phần chính bắt đầu mình sẽ giới thiệu xong đúng không, và thành phần chính bắt đầu sẽ đi bị chói là sao ta, em nhìn thấy rõ, mọi người có thấy chói không, mọi người có thấy chói không, nếu như mà chói ok mà đúng không, thấy rõ rồi. Vậy thì chị sẽ xem lại cái cam của chị, mọi người thấy rõ hết. Rồi thì bây giờ là bước thứ hai, đó mình sẽ nói về thành phần các anh chị ha. Thành phần chính của cái sản phẩm này là dừa già, được không ạ? Ô liu và nho. Thì mình sẽ phân tích được rằng cái dừa già nó có tác dụng làm gì. Dừa già có tác dụng làm sạch. Nho và ô liu thì nó sẽ có tác dụng đó là khử mùi và làm mềm mại da tay. Thì sau khi mà bắt đầu các chị đi qua cái bước thành phần xong, thì lúc này các anh chị sẽ bắt đầu đến cái việc đó là so sánh. Vậy thì để mà hiểu được rằng là có biết được rằng là cái sản phẩm này nó có chất lượng, có hiệu quả hay không, thì sau đây em xin phép được làm minh họa sản phẩm và so sánh cái sản phẩm nước rửa chén của Econova và cái sản phẩm nước rửa chén thông thường ở ngoài thị trường. Như vậy thì bây giờ em sẽ dùng hai cái ly nước. Đây, hai cái ly nước tượng trưng cho hai cái bồn rửa chén ở trong gia đình của mình. Và các anh chị nhớ giúp cho em, đó là khi mà các anh chị cầm hai cái ly nước này á, là các anh chị để ý điều gì ạ? Mức nước các anh chị nha, mức nước có nhiều anh chị đó là để dưới dưới nửa ly. Để dưới nửa ly thì khi mà cái khách mà mình nhờ họ rửa tay thì họ phải vói, và vói đôi khi mà họ rửa lúc cái nó đổ ra. Như vậy thì các anh chị phải để ở trên khung, không đổ quá cao và không đổ quá thấp, được không ạ? Đổ quá cao thì sẽ bị tràn ra, và đổ quá thấp thì khách sẽ vói, và các anh chị sẽ đổ cái mực nước nó vừa phải như này để cho các anh chị. Rồi tiếp theo đó là các anh chị sẽ nói với khách hàng rằng là bây giờ em sẽ dùng tất cả các cái vật dụng mà các anh chị chuẩn bị làm, là các anh chị phải mở hết ra dùng cho Vân. Ví dụ như là nước rửa chén hoặc là dầu ăn thì các anh chị đều phải mở ra hết dùng cho Vân, để khi mà các anh chị cầm thìa rồi là các anh chị không phải dừng nữa. Đối với cái sản phẩm nước rửa chén Econova, các anh chị cũng phải mở ra sẵn luôn dùng cho Vân, được chưa nào? Rồi đây là tượng trưng cho hai cái bồn rửa chén, và em sẽ dùng hai cái chiếc muỗng như thế này.
tượng trưng cho các cái vật dụng mà mình thường sử dụng trong gia đình, như là nồi, niêu, son, chảo, thìa, đũa, bát. Đó, thì các anh chị có thể đọc ra một lượt như vậy. Và sau đó thì em sẽ dùng cái dầu ăn là cái chất mà gọi là khó tẩy rửa nhất để làm bẩn hai cái chiếc thìa này. Thì sau đó thì các anh chị sẽ dùng dầu ăn để các anh chị cho vào đây. Rồi, ok các anh chị, ở đây là cứ mỗi một bên đó thì các anh chị cho tầm khoảng 3 4 giọt ha. Ở đây cũng vậy. Rồi. Sau đó thì một bên thì các anh chị sẽ sử dụng giúp cho Vân, đó là nước rửa chén thông thường ở ngoài thị trường. Đối với nước rửa chén thông thường ngoài thị trường, khi các anh chị đi làm thì các anh chị nếu như có mang cái chai mà 500 ml là các anh chị phải dùng giấy trắng để các anh chị bọc nó lại đi, bởi vì khi mà mình đi kinh doanh á là không được nói xấu đối thủ, gọi là sản phẩm của đối thủ các anh chị, thì các anh chị phải phải dán nó lại được không ạ? Không để cho cái nhãn mác của lòi ra, nếu để nhãn mác mà bị lòi ra thì nếu như mà họ nhìn thấy là họ sẽ kiện các anh chị được, đúng không ạ? Rồi sau đó thì Vân sẽ dùng cái nước rửa chén thông thường ở ngoài thị trường. Đây, một hai ba giọt được cho các anh chị. Tiếp theo đó là mình sẽ dùng cái nước rửa chén của Econova. Đối với nước rửa chén của Econova đó là dùng pha loãng, được cho các anh chị, nhớ giúp cho em dùng pha loãng không phải dùng đậm đặc, nên bắt buộc đó là các anh chị phải pha nó ra. Như vậy thì lúc này là các anh chị sẽ cho nhỏ vào đây, một hai ba, cũng y chang giống như vậy các anh chị nhé. Rồi nếu như mà các anh chị có khách hàng ở đó tham dự chương trình á, thì các anh chị hãy hãy nhờ khách hàng đó là chị dùng cho em hai ngón tay trỏ của hai bàn tay đưa lên để khuấy thìa. Như vậy thì ở đây mà không có khách thì Vân sẽ dùng hai ngón, được không ạ? À? Lý do tại sao phải dùng hai ngón, bởi vì hai ngón nó sẽ phân biệt ra được mùi. Nếu như mà để một ngón để cho khách mà khuấy đều hai thìa luôn á, thì sau này người ta mình hỏi người ta rằng là chị thấy tay bên nào đang còn mùi, tay bên nào đang còn mùi, người ta không có phân biệt ra được, được hả? Nên chính vì vậy cái chỗ này là các anh chị cũng cần phải chi tiết giúp cho Vân. Rồi vậy thì ở đây Vân sẽ dùng hai ngón, là ngón đầu tiên là Vân sẽ dùng cái nước rửa chén thông thường ở ngoài thị trường, Vân khuấy nó đều đi được chưa nè. Rồi tiếp theo thì Vân sẽ dùng cái ngón 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 trỏ các anh chị, ngón giữa các anh chị, Vân sẽ rửa cái nước rửa chén của Thái. Các anh chị nhớ nha, khi mà khách rửa là các anh chị phải để ý rằng là dầu nó thường nó bám ở trên cái miệng thìa á, là các anh chị nhờ khách là rửa sạch ở trên cái miệng thìa luôn, được không ạ? Rồi vậy thì bây giờ cái nước rửa chén lúc này sau khi mà khách rửa xong thì mình sẽ nhờ khách là chị rửa cái hai cái ngón tay trỏ vào đây. Bên này thì nước rửa chén thông thường này, cho rửa vào đây. Rồi bên này thì đó là nước rửa chén của Econova, cho vào đây, được không ạ? Sau trong cái quá trình mà khách hàng họ rửa là các anh chị bắt đầu hỏi cảm nhận này. Chị có thấy rằng cái tay mà nước rửa chén thông thường ngoài thị trường á là có phải là nó đang còn nhớt hay không? Rồi sau đó thì chị mình lại tiếp tục hỏi là có phải là bên nước rửa chén Econova chị thấy nó sạch hay không? Mình phải hỏi khách hàng đi, khách hàng họ cảm nhận luôn. Các anh chị làm, các anh chị im ru á là khách hàng họ không biết cái gì đâu, thì người ta cũng sẽ thấy được rằng là bên này sạch. Rồi xong sau khi mà bắt đầu là đó là các anh chị sẽ nói rằng chị đưa cái tay lên chị kiểm tra xem thử còn mùi hay không, thì người ta sẽ nói rằng là ở cái tay nước rửa chén thông thường ngoài thị trường chị thấy nó đang còn mùi, nhưng mà chị kiểm tra xem thử cái tay nước rửa chén của Econova nó còn mùi hay không, thì người ta nói là không còn mùi gì hết mà chỉ có cái mùi dầu dừa thôi. Đó thì các anh chị phải hỏi được cái chỗ đó để khách hàng họ tự cảm nhận luôn, được chưa nào? Rồi sau khi mà hỏi xong thì các anh chị nói được rằng là bây giờ tới cái động tác đó là em sẽ cho thìa vào để em tráng. Vậy thì bây giờ em sẽ cho thìa vào trong hai cái ly này để em tráng nhá. Rồi mình sẽ cho vào cùng một lực giống như nhau này, Vân sẽ đưa sát xuống cái ly một chút xíu, cùng một lực giống như nhau thì chị em sẽ khuấy, một hai ba, thì chị sẽ thấy gì ạ? Có phải là bên thìa nước rửa chén của Econova nó đã sạch chưa? Chị thấy nó sạch chân không? Các anh chị có thấy sạch không ạ? Nếu như mà sạch comment lên trên này giúp cho Vân đi. Còn bên nước rửa chén thông thường ngoài thị trường thì các anh chị thấy là vẫn còn đục này, đúng không? Nó vẫn còn đục này. Thìa của Econova thì các anh chị thấy sạch trơn à? Trong veo à? Còn cái này thì sao nó vẫn còn đục này? Như vậy thì đến cái lúc này nó vẫn còn đục thì bắt đầu là mình sẽ phân tích các anh chị, mình sẽ phân tích. Ví dụ như nếu như mà vẫn còn đục như thế này á thì chắc chắn là mình không thể để như này mình úp lên. Thì chị phải dùng cái lực tay vào. Mình vừa làm vừa nói các anh chị ha. Vừa vừa làm vừa nói này, phải tốn nhiều thời gian này, công sức này, nước này. À, chỗ này là bắt đầu chỗ chốt rồi các anh chị, chỗ này là bắt đầu chốt này, thời gian này, công sức này, nước, đúng không? Đấy, tốn rất là nhiều thời gian thì lúc này nó mới làm sạch được. Tuy nhiên quay ngược lại thì chị có thấy được rằng là cái ly nước lúc này á, chị thấy nó đục không?
Tức là bắt đầu là các anh chị tiếp tục là phân tích này. Tức là khi mà đục như này á, bình thường khi mà chị rửa là nó sẽ thấm sâu vào trong các cái vật dụng son, son nồi chén bát, đặc biệt nhất đó là đũa gỗ và thớt gỗ. Khi mà rửa mà nó có, tại vì nó là hóa chất thì sau đó thì nó sẽ ngấm vào, sâu vào trong cái thìa muỗng đũa chén bát. Khi mà chị nấu nướng mà ở cái nhiệt độ cao á, nấu nướng ở nhiệt độ cao thì những cái chất bẩn mà ở trong thìa đũa muỗng nó sẽ nhả ra lại. Thì khi mà nó nhả ra lại như vậy thì nó sẽ hòa quyện vào thức ăn của mình. Thì khi mà hòa quyện vào thức ăn của mình mỗi ngày một ít thôi, nó không có vấn đề gì hết. 1 tháng không có vấn đề, 2 tháng không có vấn đề. Nhưng tích tiểu thành đại thì bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, đặc biệt nhất đó là sức khỏe hệ tiêu hóa đường ruột của con. Được chưa ạ? Chỗ này bắt đầu là các anh chị đánh vào nỗi đau. Tức là người ta không có biết các anh chị, những cái hóa chất đó nó ngấm sâu vào trong 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 thìa, trong muỗng, trong chén, trong bát, và sau một cái khoảng thời gian như vậy thì nguy cơ bị gọi là bị tiêu chảy này, bị ảnh hưởng đường ruột này, bị ung thư, nó sẽ bắt nguồn từ cái việc đó các anh chị. Thì mình sẽ phải nói ở cái chỗ này là đánh vào nỗi đau của khách hàng, nhưng mà cái đó nó là sự thật các anh chị, chứ không phải là mình nói quá các anh chị ha. Nó ngấm sâu vào nhập như vậy thì cái hóa chất đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ thôi. Và cái ly nước này khi mà rửa đục như vậy thì nước rửa chén này và dầu ăn nó hòa quyện vào với nhau, thì khi mà mình đổ như vậy thì nó sẽ ngấm sâu xuống dưới lòng đất và gây ảnh hưởng môi trường. Chỗ này là các anh chị chốt luôn môi trường. Thì những cái khách hàng nào mà người ta chuyên để bảo vệ môi trường thì người ta nhìn thấy được rằng là cái hóa chất này thì mà khi mà đổ sâu đổ mà ngấm sâu xuống dưới lòng đất thì nó sẽ gây ô nhiễm môi trường là ở cái chỗ này đấy. Được chưa? Chỗ này các anh chị vừa làm, các anh chị vừa nói, các anh chị vừa làm vừa nói là khách hàng họ cảm phục các anh chị ngay rồi. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ mang cái nước rửa chén Econova để mà mình phân tích. So với cái việc mà nước rửa chén thì chị cũng thấy là có 2 cái ly nước mà thấy 2 cái sự khác biệt khác nhau. Chị có thấy là nước rửa chén Econova nó trong không ạ? Nhưng mà khi mà em khuấy lên như này, chị có thấy những cái viên bi dầu nó nổi lăn tăn ở trong nước không? Cả nhà có nhìn thấy cái viên bi dầu nó nổi lăn tăn khi mà Vân khuấy không các anh chị? Thấy không ạ? Thấy không nè? Thấy thì comment giúp cho Vân số 1 nè. Thấy không ạ? Cả nhà có nhìn thấy không? Comment nha. Rồi, thì bắt đầu là mình sẽ phân tích này. Đối với cái cơ chế nước rửa chén của Econova là cơ chế đó là bóc tách, được không ạ? Thì khi mà bóc tách như thế này á là nó những cái viên bi dầu đó là nó được bóc tách lên trên bề mặt nước rồi. Vậy thì khi mà mình rửa thì nó sẽ bóc tách hết tất cả những cái chất bẩn ra khỏi cái bề mặt của cái vật dụng như là gọi là đũa, muỗng, thìa, thớt đó. Thì khi mà bóc tách như vậy á thì nó sẽ không bám ngược sâu vào trong cái vật dụng của mình, và khi mà không bám sâu những cái cho dù nó có bám sâu thì cũng không ảnh hưởng các anh chị. Thì mình chỉ cần hỏi với khách hàng, cho em hỏi thăm chị rằng là có phải dừa già, ô liu và nho là những cái loại mà mình có thể, những cái thứ mà mình có thể là mình ăn sống được, đúng không chị? Như vậy nếu như mà có rửa, nếu như mà mình rửa mà mình có sót đi chăng nữa thì những cái chất đó nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình cả. Nhưng với cái cơ chế của nó là bóc tách thì khi mà chị rửa xong chị đổ nước xuống dưới lòng đất thì cái nước trong nó nằm ở dưới lòng đất, và còn cái dầu hoặc là cái váng hoặc là những cái chất bẩn nằm ở trên bề mặt đất rồi thì nó cũng sẽ không có ngấm sâu xuống dưới lòng đất và không gây ô nhiễm môi trường. Chỗ này có thuyết phục chưa các anh chị? Nếu như mà chỗ này anh chị cảm thấy được rằng là chỗ này có thể thuyết phục được khách hàng, em không có hỏi là khách hàng ngay chính bản thân của các anh chị hiện tại đang ở trong Zoom này, các anh chị thấy rằng là nó có thuyết phục không các anh chị? Em chỉ có hỏi các anh chị thôi, em không có hỏi khách hàng. Anh chị có thấy thuyết phục chưa? Khi mà em phân tích chỗ đây là các anh chị thấy thuyết phục chưa? Bản thân của các anh chị mà không thuyết phục là các anh chị không dùng, mà các anh chị không dùng là các anh chị không có demo, mà các anh chị không có demo á là các anh chị không có bán được hàng, mà các anh chị không dùng luôn á là sức khỏe của mình bị ảnh hưởng, con của mình bị ảnh hưởng. Bởi vì ngày hôm nay các anh chị biết rằng là cái nước rửa chén thông thường ngoài thị trường nó độc hại như vậy, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nó làm cho cái môi trường của mình nó bị ảnh hưởng mà mình vẫn chọn nó, thì em không biết được rằng là các anh chị đang có suy nghĩ gì. Nhưng nếu như ngày hôm nay các anh chị có thấy được rằng là những cái sự khác biệt thông qua cái sản phẩm nước rửa chén Econova thì các anh chị, bao nhiêu anh chị sẽ thay đổi ngay chính cái phòng dung ngày hôm nay các anh chị, thay đổi chính nước rửa chén của mình thông qua cái buổi dung ngày hôm nay, thì các anh chị comment lên trên này giúp cho phân thay đổi, hoặc là số 7 cũng được các anh chị. Bao nhiêu anh chị mong muốn rằng là mình sẽ thay đổi ngay và liền khi mà nhìn thấy được điều này các anh chị, comment giúp cho phần số 7 các anh chị. Và đang có chương trình khuyến mãi hỗ trợ cho các anh chị mua trợ giá luôn, các anh chị mua có 2 can mà chỉ có 290 thôi. Được không ạ? À? Vậy thì bây giờ sau khi phân tích xong đúng không? Nhưng mà cũng có nhiều anh chị nói rằng là cái sản phẩm organic đó chị thấy rằng là sao nó ít bọt quá, chị dùng chị cũng không thích. Vậy thì bây giờ Vân sẽ hướng dẫn cách dùng được cho các anh chị. Vân sẽ hướng dẫn cách dùng cho các anh chị. Đối với cái sản phẩm mà gọi là organic các anh chị,
Đừng có mong rằng là nó sẽ có bọt, đừng có mong rằng là nó sẽ có bọt tự nhiên các anh chị, mà các anh chị cần phải dùng lực các anh chị nha. Ví dụ như ở đây bình thường gia đình nhà Vân á, đó là có 4 người dùng, và khi mà các anh chị dùng á là các anh chị nhớ giúp cho Vân mua cái miếng mút nó phải thật cứng các anh chị ha, phải thật cứng để cho nó tạo ra được nhiều bọt. Như vậy thì lúc này cái miếng mút này nè, luôn luôn phải dặn với khách hàng của các anh chị đó là gì, phải được làm sạch. Miếng mút này mà không sạch đó, là nước rửa chén vô nó chỉ có xử lý miếng mút thôi, được chưa các anh chị? Như vậy thì cái miếng mút là luôn luôn phải sạch. Còn nếu như mà không sạch đó, mà nước rửa chén vô nó chỉ có xử lý được cái miếng mút thôi. Nên là dùng mà nó có ít bọt hay nhiều bọt đó là do cái miếng mút này nó có sạch hay không. Rồi, vậy thì bây giờ là cái cách sử dụng này. Người ta đang thắc mắc rằng là Oranit nó không có bọt, thì mà các anh chị sẽ dùng cái nước để làm ướt cái miếng mút này đi. Vừa phải thôi các anh chị, đừng có đổ mà lỏng chỏng, được chưa? Thì với gia đình nhà Vân á, thì Vân sẽ dùng 4 chốc cho một bữa rửa các anh chị ha. Vân sẽ dùng như thế này, 1, 2, 3, 4, được chưa các anh chị? 4 lần chốc. Như vậy thì sau khi 4 cái lần chốc như thế này, Vân sẽ tạo bọt, được không ạ? Vân sẽ tạo bọt. Và càng càng tạo thì càng lên nhiều bọt. Một cái tô bọt như thế này thì theo các anh chị có rửa được một cái bữa cơm cho 4 cái gia đình, cho một một gia đình mà có 4 người dùng chưa? Rửa đủ không các anh chị? Đủ không ạ? Đủ không các anh chị? Tiết kiệm lắm luôn. Trời ơi, có nhiều anh chị dùng rất là hao, xài rất là hao luôn. Đó, nhiêu đây rửa đủ chưa? Được chưa các anh chị? Thấy hiệu quả không nào? Đừng có nói rằng là Econova nước rửa chén Phú Thái sao nó không có bọt. Không có bọt đó là do các anh chị chưa biết cách dùng. Rồi khách hàng dùng không có bọt đó là do các anh chị không chăm sóc. Thậm chí Vân còn mang cả nước rửa chén nhà Vân là mang đến nhà khách hàng, xong sau đó Vân rửa chén dùng cho khách hàng nữa cơ. Các anh chị đã làm việc đó với khách hàng chưa? Được ạ. À? Đó, sau mình tạo bọt xong rửa vài cái nó hết liền là sao ta? Đấy, thì coi lại cái cách của mình, coi thử xem thử rằng cái miếng mút của mình nó đã đủ sạch chưa? Tạo bọt là mình tạo gọi là tạo đủ chưa, hay là mình đang tạo ít thôi, mình tạo nó chưa có được nhiều. Vân mà rửa xong á, Vân rửa xong mà một lượng chén của Vân á, rồi Vân quay ngược lại và Vân vẫn còn có thể là tận dụng để mà Vân có thể rửa thớt này, rửa 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 thớt, rửa 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 các loại khác nữa được nữa các anh chị. Đấy. Rồi trong cái quá trình ví dụ như các anh chị đang làm wholesaling, các anh chị đang làm workshop, các anh chị đang có khách hàng, thì các anh chị nói rằng là mặc dù là người ta đang còn ái ngại đúng không, kéo tay vào luôn, chị vào đây, đưa ra tay rồi két lên cho khách, két thẳng lên luôn các anh chị, lấy bọt này vuốt lên cho người ta để người ta có sự cảm nhận các anh chị. Ví dụ như khách hàng họ đang ngại ngại đúng không, kéo vào luôn. Em nói thật với chị là khi mà chị rửa xong, chị lau xong, chị chỉ cần lau khăn giấy thôi là coi như là nó cũng đã sạch rồi, chứ không có bị ảnh hưởng gì hết. Tức là các anh chị kéo cho họ để họ vào, họ cảm nhận được sản phẩm của mình các anh chị, được không ạ? Rồi xong sau đó thì các anh chị sẽ dùng khăn các anh chị lau đi, được chưa nào? Các anh chị dùng khăn các anh chị lau, hoặc là lúc đó các anh chị đang lau cho khách thì các anh chị sẽ thấy được rằng là, chị thấy không, sau khi em lau xong chị thấy nó còn nhớt không? Không hề nhớt đúng không nào? Đó, mình sẽ hỏi khách liên tục như vậy để cho khách hàng họ cảm nhận. Rồi đúng rồi, cũng có nhiều cách, đó là mình cũng có thể sell. Ví dụ như là mình mua người khách người ta mua một cái chai nước rửa chén, mà các anh chị biết mua cái miếng mút ở chỗ nào mà nó tốt tốt á, thì các anh chị tặng cho người ta cũng một cái miếng mút này cũng đâu bao nhiêu tiền nữa các anh chị, 10.000 cũng được mà. Thì cái chai nước rửa chén mà các anh chị bán xong là các anh chị lời cũng cũng kha khá đấy. Thì các anh chị tặng cho người ta một cái miếng mút này 10.000 thì cũng ok mà. Chứ còn các anh chị mua một cái miếng mút là tầm cỡ khoảng 3-4 nghìn thì các anh chị bóp bóp bọt là lên là rửa tầm cỡ khoảng là 3-7 ngày là nó sẹp lép hết rồi. Nhưng mà các anh chị mua miếng mút tốt tốt chút xíu nha. Rồi, sau khi mà làm minh họa xong thì bắt đầu là mình sẽ nói với khách hàng, chị thấy rằng là có hiệu quả không ạ? Anh thấy nó có hiệu quả không ạ? Lau xong mà không cần rửa lại nước, có thấy tay của mình nó có khô không? Nó có thô ráp không? Nó có bị ảnh hưởng gì không? Đó, mình phải hỏi rất rất là nhiều cho khách hàng của mình. Thì sau khi mà hỏi xong ấy, thì khách hàng kêu không thấy gì hết, không có bị ngứa mà cũng không thấy bị nóng, không bị rát gì hết. Vậy thì bây giờ chị có phân phân đơn về giá không? Em nói chị giá nó khá là mềm luôn, cực kỳ mềm luôn, mặc dù nó là organic, bình thường người ta nói rằng là sẽ đắt sẽ cao đúng không? Thì cái chai nước rửa chén này á, với giá là 198.000, nhưng mà 198.000 chị có thể pha ra được 8 chai đến 10 chai như thế này. Nếu như mà pha ra được tầm cỡ khoảng 10 chai, bình thường nhà em ăn ít dầu mỡ đúng không? Thì pha ra được 10 chai thì tỷ lệ mỗi một chai như thế này là tầm cỡ khoảng là, nếu như mình đang là đại lý các anh chị, mình đang là đại lý thì nó tầm cỡ khoảng 19.000 thôi, 19.000 mấy trăm thôi.
Nhưng còn nếu như mà khách hàng á thì cái chai này là có giá, sau khi pha ra nó có giá chỉ có 24.000 mấy trăm, thì mình chỉ có hỏi rằng là bình thường chị mua một cái chai Sun Life và mil của nó là 350 ml thì giá nó đã bao nhiêu rồi, thì các anh chị ở đây tự biết thôi. 350 ml thì bao nhiêu tiền được các anh chị, nó cũng sẽ nằm ở cái mức giá là từ 25 cho đến 27, được chưa ạ? Thì mình có thể so sánh với họ là cái chai nước rửa chén như thế này dùng rất là tiết kiệm. Vậy thì ngày hôm nay nó đang có chương trình sale, đang có chương trình mà gọi là giống như là đang có chương trình mà trợ giá. Bình thường mua hai chai này giá tầm cỡ khoảng 400, nhưng bây giờ trợ giá chỉ còn có 290, mua combo 290. Thì mua một cái chai đó là chị rửa xuyên mặt trận luôn, xuyên Tết luôn. Xuyên Tết luôn các anh chị, mua hai can như này rửa xuyên Tết luôn các anh chị. Vậy thì các anh chị thấy được rằng là có hiệu quả không ạ? Bao nhiêu anh chị là sau khi mà làm minh họa này xong, tự tin để mà mình chia sẻ cho các khách hàng của mình, tự tin demo, tự tin nói rằng là ở cái sản phẩm trên kệ của Robby của mình tôi rất là tự hào, tôi rất là tự tin, tôi rất là yêu về sản phẩm này. Thì bao nhiêu anh chị là tự tin thì các anh chị comment là tự tin giúp cho Vân nha. Rồi, ok các anh chị, thì đây là một trong những cái minh họa, cái slide nó còn một chút xíu nữa thì Vân share lại. Đây này các anh chị thấy Vân cầm cái sản phẩm, các anh chị nhìn thấy nó dễ thương không? Đây là cái cách mà Vân có thể cầm sản phẩm rất là nâng niu các anh chị nha, cực kỳ nâng niu luôn. Đó. Rồi. Rồi sau khi mà ấy thì Vân cũng chia sẻ với các anh chị rồi, hồi nãy là cái cách mà mình chăm ở trong đó. Thì đây là một trong những cái thời điểm rất là thích hoạt, gọi là thích hợp để các anh chị có thể có một cái quy trình chốt khách đúng không nào? Đó là các anh chị phải thăm hỏi cảm nhận về cái sản phẩm trong cái quá trình mà mình làm chương trình về làm về sản phẩm. Sau đó thì nếu như mà khách hàng họ thích thì các anh chị bắt đầu xoáy sâu để mà các anh chị xoáy về cái cảm nhận đó. Rồi các anh chị kích hoạt cái khuyến mãi, cái chương trình nóng, cái black sale nóng ở trong cái chương trình. Rồi khéo léo, tức là các anh chị phải làm tới luôn là chị cho em thông tin đi, tại vì hôm nay nó đang có chương trình như vậy, cho em thông tin luôn để em lên đơn. Các anh chị phải làm tới luôn các anh chị. Rồi sau sau đó khuyến khích khách hàng tải app Robimon nếu như mà khách hàng chưa có, được chưa các anh chị? Rồi. Thì đây là một trong những cái chương trình mà Vân có thể làm thông qua những cái buổi làm như này, thì làm to cũng có mà làm nhỏ cũng có các anh chị. Làm tại nhà của khách, đây là làm tại nhà của đại lý các anh chị này. Hình ảnh đầu tiên. Hình ảnh đầu tiên và những cái hình ảnh mà Vân làm chương trình lớn hơn đây. Rồi. Thì đây là một số lưu ý dành cho những cái anh chị mà hiện tại mình đang tham gia cái buổi workshop. Tức là các anh chị hãy nhớ giúp cho em đó là gì? Luôn giữ trật tự. Được không ạ? Luôn giữ trật tự và mình sẽ có một cái hướng đó là gì? Đi cùng với ban tổ chức, làm cùng với ban tổ chức để làm sao mà các anh chị giúp cho cái chương trình đó nó sẽ tạo nên một cái năng lượng, tạo nên một cái sức hút hơn trong cái quá trình mà các anh chị làm. Thì các anh chị có thể chụp lại một số cái lưu ý này các anh chị. Rồi, thì trưa ngày hôm nay thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi, hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì Vân nghĩ được rằng là nó cũng sẽ thẩm thấu vào cho các anh chị rồi và cũng sẽ giúp cho các anh chị có được nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng hơn để các anh chị có thể tự tổ chức home sharing hoặc là workshop trong cái quá trình mà các anh chị hoạt động kinh doanh cùng với Robby các anh chị nha. Và cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì các anh chị nhớ giúp cho Vân cứ đơn hàng của Phú Thái 2,5 triệu thì các anh chị sẽ có một cái bộ công cụ demo giống như của Vân. Bao nhiêu anh chị mong muốn rằng là mình sẽ có cái bộ công cụ đó trong tay để các anh chị có thể là tự tin tổ chức thị trường của mình ngay tại thị trường của mình luôn, thì các anh chị cứ lên đơn 2,5 triệu được không ạ? 2,5 triệu thì các anh chị sẽ có một cái bộ demo đó, nhà BDB Phú Thái sẽ tặng gửi về cho các anh chị, được không ạ? Bao nhiêu anh chị mong muốn rằng là mình sẽ sở hữu cái bộ công cụ demo đó thì comment giúp cho Vân số 5 nha anh chị. Comment giúp cho Vân số 5 nha anh chị nha. Nhìn cái bộ công cụ demo đó nhìn thì giống như trò chơi đó, nhưng mà các anh chị sẽ tạo ra được doanh số tiền tỷ các anh chị và sao chép ra rất rất là nhiều cho đội nhóm của mình. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi nhường mic là cho chị Xuân An Xuân. Vâng, em xin cảm ơn mentor 6 sao Hải Vân đã rất là nhiệt tình để chia sẻ cho chúng ta những kiến thức hay về kỹ năng thị trường hay còn gọi là workshop home sharing. Và tổng kết lại buổi Zoom trưa ngày hôm nay thì chúng ta đã được mentor Hải Vân chuẩn giúp cho chúng ta được những cái kiến thức về chuẩn bị thị trường, quy mô tổ chức, mục tiêu đạt được khi mà mời khách hàng, lập danh sách khách hàng. Cũng như là kịch bản mời tham dự workshop như thế nào, mục tiêu của cá nhân ra sao và đón khách, demo sản phẩm để chốt khách và lưu ý những cái vấn đề lưu ý như thế nào để chúng ta có được một cái buổi workshop nó thành công mỹ mãn. Và bao nhiêu các anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện được những cái mà kiến thức mà mentor Hải Vân chúng ta vừa vừa truyền tải ạ. Các anh chị có làm được không ạ? Em cũng sẽ cố gắng.
Bản thân em Xuân sẽ cố gắng để tận dụng những cái kiến thức mà mình vừa học được để chúng ta có được những cái có được những cái mà mình chuẩn trong cái kinh doanh, và mình sẽ đạt được cái doanh số nhất định, và đặc biệt là trong những cái ngày sắp tới thì chúng ta sẽ có được một cái bộ demo đúng như cái chương trình khuyến mãi đề ra. Và cảm ơn tất cả các anh chị em đã nhiệt tình bỏ chút thời gian để tham gia buổi buổi 2 trong chuỗi đào tạo Econova tháng 8. Và tất cả những kiến thức này thì chúng ta sẽ được nghe lại những cái bản record, và nếu như mà còn những cái thắc mắc nào nữa thì hẹn gặp lại tất cả các chị ở buổi Zoom thứ ba, buổi Zoom của trong chuỗi đào tạo chuỗi Econova tháng 8. Và xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn hai 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 đối tác xuất sắc, cảm ơn mentor 6 sao Hải Vân, và cảm ơn tất cả các anh chị trong buổi Zoom trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các chị, cảm ơn các chị. Trời ơi, đang ngồi rửa chén mà nghe chia sẻ rửa tới giờ này chưa xong. Chào mọi người nha. Chào các anh chị.